Chúng ta tiếp tục chơi tài ương các bạn. Chào Thư nhá, chào Hiệp Việt nhá. Yếu team không chơi game này nhá. Ừ. Tiếp tục tới với phần 2 của tài ương. Bữa trước mới vào được cái giấc mơ Lucy 1. Lucy 1 thì chúng ta bị em gái chúng ta tấn công. Nhạc à, thôi nhạc nhẽo gì. Đây tiếp tục. 3:45 này. Cô Phương. Tôi không hiểu gì hết á. Đây cái Tại đoạn sao này em tôi lại xem giết rồi tôi? mà. Tại sao em gái tôi muốn giết Em tôi không đoạn này biết. xem rồi. Giờ muốn đi tiếp cái gì? Đây, Lê Đặng Nhật Huy sinh năm 90. Mà đang là cái mùa dịch. Sinh năm 90 mùa dịch là năm nay ba mấy tuổi đấy. Mà vẫn còn đi học các bạn ạ. Vẫn còn trong cái nhóm giao lưu đi học. Để tôi chìm vào một cái giấc ngủ thứ hai. Tiếp tục đi sâu vào Lucid Dream để xem được rằng tại sao em gái mình lại muốn đẩy mình xuống dưới. Không biết đây có phải em gái mình nhiều không nữa. Tiếp tục ghi vào ghi nhật ký, ghi nốt vào đây. Trong mơ có những cái mật mã phức tạp ấy, và mình phải giải quyết những mật mã này để mà giải quyết được giấc mơ. Cố gắng tỉnh táo ở trong mơ. Tiếp tục đi vào Lucy thứ hai đi. Viết vào nhật ký chỉnh đồng hồ rồi đi ngủ lại xem rằng là em gái mình muốn gì ở mình. Lại kiểm tra đồng hồ dưới nhà, bữa trước kiểm tra rồi mà đừng bỏ là hết pin tiếp nhá. Nước đâu chảy đấy, vẫn chạy tốt mà, có cái đồng hồ nào hỏng đâu. Bữa trước mới thầy tập trước tôi mới thay hai quả pin ở đây rồi. Đừng bảo cái đồng hồ này lại hư tiếp nhá. Vẫn sẽ tốt mà. Có cái đồng hồ nào nó đâu suốt ngày chỉ đi chỉnh giờ. Suốt ngày đi chỉnh giờ. Đây. Cái này vẫn sẽ tốt mà. Cái quái nào hỏng đây. Có cái đồng hồ nào hỏng đâu nhỉ. À bữa trước có một bạn bạn bảo tôi là nên nghe mấy cái radio này để biết thêm về cốt truyện đấy. Hồn ma báo mộng. Tôi xin Để tôi phép sẽ kể nghe. về một trải nghiệm của bản thân. Khi còn học cấp 2, Các bạn nghe tôi giọng trong thân với game một nhỏ người hay bạn. to? Tuy bọn tôi không gần nhà nhau, nhưng cứ hết đến lớp học Nghe tiếng lại game xin nhau như có anh em keo ai sơn đây vậy. không? Có một Tiếng lần, game có nhỏ quá tôi không? đang ở thời nhà cậu ấy bị cháy. Phòng cậu bạn ở tầng 2. Ừ. Cậu ấy cũng vậy. Cố gắng chạy vào nhà vệ sinh tới nước khắp nơi giảm nhiệt. Nghe rất rõ. Nhưng cuối Ok. cùng, cô không qua khỏi vì cô khói. Khi tôi tỉnh giấc thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vòm miệng khô khốc, cảm giác như chính mình vừa hít phải rất nhiều khói, Ừ, hô hấp rất chỉ là khó một giấc khăn. mơ thôi mà. Tôi định bụng khi đến lớp sẽ kể ngay giấc mơ kinh hoàng ấy cho bạn nghe. Nếu câu chuyện đó không bao giờ Thế bạn không nghe. giọng của anh nghe thế nào? Có Giữa được tiết không? học hôm ấy, Nó giáo có viên to quá báo không? lại và thông Chỉnh báo lại đến cho nó bé lại. gia đình bạn gặp hỏa hoạn, không một ai sống sót. Tôi vô cùng bàng hoàng, sững sờ. Thật sự tôi cảm thấy sợ hãi khi nhớ về giấc mơ đỉnh quang Ui của này. mình. Liệu có phải bạn của tôi đã báo mộng cho tôi thấy sự ra đi của cậu ấy thay cho lời chào lần cuối? Xin lỗi, thưa quý vị thính giả, tôi hơi Không xúc động to một quá chút. đâu à. Ok. Hết Và rồi đây hả? đó là một trải nghiệm của tôi. Cảm giác trong giấc mơ được hồn ma báo mộng rất Rất chân chân thực. thực. Như thế, tôi có thể chạm vào tất cả mọi thứ, kể cả bạn của Đây nó tôi. đang nói về Sau lần đó, Lucid tôi đã Dream đây. tìm hiểu về hiện tượng này và được biết rằng trên thế giới có rất nhiều trường hợp tương tự. Thậm chí có những người có Chúng ta khả đang năng mơ mà hiểu chúng biết ta được có hành thể động hoạt của động ở bản trong giấc thân mơ. trong mơ. Họ đang ngủ, nhưng tâm của họ thức. Tâm thức, tâm Một thức. số người chia sẻ rằng có những bài thực hành cho việc tỉnh giấc trong mơ. Tuy nhiên, song song đó, cậu có những quy tắc tuyệt đối phải tuân theo. Tỉ như là không được chạm vào người trong mơ, Đây, không được chạm không vào được người trong thay đổi mơ, các sự không được vật thay đổi xảy các sự ra vật trong hiện mơ. ra trong mơ. Hả? Cô Phương cũng bảo mình Gì vậy. cơ? Nó bị chạm rồi à? Ừ, vậy thôi. Kỳ sau, tôi
sẽ đem đến cho các bạn những câu chuyện ma có thật. Hẹn gặp lại lúc 3 giờ sáng hôm sau. Chúc các bạn ngủ ngon. Ok. Cái thằng bạn kia là nó cũng chạm vào cái thằng bạn kia rồi. Trong giấc mơ thì không được chạm vào người trong mơ nhá. Cô Phương dặn rồi. Và tiếp tục đi ngủ. Giờ đi ngủ được chưa? À rồi rồi, kiểm tra đồng hồ xong lại đi ngủ các bạn ạ. Giờ bây giờ đang là hơn 3 giờ sáng này, 3 giờ 45 này. Chúng ta sẽ rơi vào giấc mơ Lucy 2. Anh chơi tai ương hả? Đúng rồi. Ấn space để ngủ. Chuyện gì mà tôi thấy chóng mặt đấy. Dạ. Ok. Con chó dẫn đường cho con hươu. Con hươu làm gì có nhà mà về. Không biết là con khác thì có. Đánh ra đi, tao làm cho coi. Nè, con chim bay bay. Con cua nè. Anh hai coi nè. Có em nè. What? Giọng của anh hai mà tôi cứ tưởng chị gái các bạn ạ. Tôi tưởng là người mẹ đang chơi cả cả đứa con gái. Không phải, hóa ra hai anh em đang chơi với nhau. Giọng anh hai có thể trầm hơn một chút được không? Rồi hai anh em không chơi nữa à? Tay chân múa loạn lên. Con cua con hươu đâu? Con chó dắt con hươu về nhà. Cái thứ đỏ ngu làm gì? Con hươu làm gì có nhà? Ok. Lấy được đèn dầu đây. Ủa, tôi mới lấy cái đèn dầu mà sao lại không có vật phẩm nào? À, ấn F. Mũi gì đấy? Gì đấy? What? Hình như tôi lại bị tỉnh dậy à? Rồi. Đang ở nhà mình rồi mà. Tập trước mới mơ ở nhà mình xong. Tập này lại đi đâu rồi đây? Cầm cái đèn dầu đi khắp mọi nơi rồi. Lại tiếp tục đi chân đất. Tiếp tục ở thang máy. Chung cư cái gì Phan Long Xích à? Ở đây nhá, ở đây có hai cái công tơ điện. Công tơ điện mà lại đặt ở thang máy thì là để dùng cho cái dùng cho căn hộ nào? 1358 và bên này cũng 1358. Hai công tơ điện thì có số giống nhau. Là cái kiểu gì nhỉ? Công tơ điện thì phải để gần nhà dân chứ để ở đây thì người ta ăn trộm điện à? Tôi đang nghiên cứu quả công tơ phát nhưng cũng không có gì các bạn ạ. Ha ha. Rác, ok. Trồng cây gây rừng, ok. Tiếp tục đi thẳng. Hình như là mình đang bị xuống lầu khác để xem lầu bao nhiêu. Ở đây có số không? Mình không biết mình đang ở lầu mấy này. Mỗi lần bị rơi vào trong giấc mơ là không biết. Phòng xích lan nha, ok. Tử thất. Chào tử thất nhá. Chị bảy. Ok. Gì ấy? Tôi đã là người sợ không gian gian hẹp thì chớ mà nó chơi cái kiểu này. Ở đây lại có một cái bàn thờ này. Top Collection à? Đây là những ca sĩ nổi tiếng thập niên gọi là thập niên 80 à? Đúng không? Các bạn nào biết ca sĩ nào không? Tôi chịu chết đấy. Đây có phải là mấy ca sĩ hải ngoại không? Có Trường Vũ ở đây không? Tôi đi tiếp. Ui. Mười năm năm lấy chồng chưa đẻ con. Cây độc không trái, gái độc không con. Rồi, lời ra tiếng vào, xì xa xì xồ.
Rồi bây giờ này nói cho ông chồng bị liệt dương ạ. Đừng có em là chị nữa, em nhỏ tuổi à. Chị bảy sẽ mãi là chị bảy nhá. Cho thuê nhà liên hệ đây 02343479987. Số đẹp thế. Ê, đây có phải là nhà của thầy Bó không? Thầy Nguyễn Lợi Danh, để đệ tử đệ nhất pháp sư Nam Kỳ Trần Đại Cường. Ông này là ông Nguyễn Lợi Danh, đệ tử của ông Trần Đại Cường à? Chuyên môn là làm lễ cầu quý tử trục vong giải hạn. Lấy chồng mà 15 năm mà chưa có con á, nên là đã tới gặp cái ông này, ông Lợi Danh này. Nghe cái tên là thấy danh lợi. Cái căn phòng này sao lại bịt như này? Cầu thang hư nguy hiểm, cấm đi rồi. Có gì đây? Tiệm may Thanh Loan. Hình như đây là tiệm may nhà tôi à? Mẹ 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 của Huy tên là Loan đúng không? À đúng rồi, đây là nhà tôi, đúng rồi. Tôi nhớ mà. Mẹ của Huy tên là Loan. Mẹ ơi, mẹ làm gì đấy? Tài liệu đây. Tôi đã bói quẻ tượng cho nhà nữ rồi. Nhà nữ bị âm khí quấy. Bản thân nữ có hạn phá toái ở cung tử tức. Rồi. Phá toái ở cung tử tức là cái gì? Đường con cái khó khăn. Sắp tới ngàn năm có một nguyệt thực vào thời điểm tháng 7 âm lịch. Tôi sẽ cúng giải hạn cầu xin vượng nam cho nữ. À, xin con trai nữa hả? Vượng nam cho nữ là sao? Chỉ cần nữ sinh được vượng nam, ắt thời vận hanh thông, gia đạo an yên, công danh sự nghiệp thăng tiến. Ngày 11 tháng 7 năm 1989. À, thế là sau khi mà cúng giải hạn xong mà đến năm 1990 á, là đẻ được Huy đấy. Đẻ thằng con trai là được đấy. 15 năm hai vợ chồng ở với nhau không có con cái. Tính ra là bố mẹ cũng gọi là yêu thương nhau đấy. 15 năm mà không có con ngày xưa là áp lực lắm đấy. Gì vậy? Để tôi đi vào cái nhà vệ sinh xem có gì không? Cái chỗ nhà bếp. Cái nhà là cái chung cư này bị sửa mấy lần này. Ở cái Lucid Dream đầu tiên nó khác cơ. Đây là cái thời mà chưa sinh ra Huy đây. Cái thời mà mẹ mình vẫn còn là làm thợ may ấy. Không có gì cả. Cái gì đây? Máu me đây. Sơn à? Đi ra. Chắc đây là ông bố đúng không? Tại vì năm 1989 là chưa sinh con mà. Bị kẹt đây. Ông bố làm cái gì đấy? Ông bố làm kế toán à? Ngày xưa là bố mình làm kế toán các bạn ạ. Kế toán ngày xưa là cũng ra gì đấy. Sổ kế toán ạ. Guitar. Ok. Đang mưa bão ngoài kia. Có thế bây giờ tôi phải làm cái gì nhỉ? Tôi phải tìm hiểu xem mà tại sao em gái tôi muốn giết tôi à? Mình vào nhà thế thôi, cái mục đích của mình sao? What the? Em ơi, anh có làm gì sai với em thì em nói với anh một tiếng. Em cứ làm như này chết anh. Đi sang bên này giải hạn phát. Đây hai anh em vẫn chơi cái trò số đây. Nhảy từ 1 đến 9 à. 2 3 Sợ quá. Tôi đi giải hạn phát, Nhìn đây. Nón lá. Có phải ghi tên ghi sổ gì không? Cái gì đây, cái gì ở đây? Quỷ à? Nhìn đẹp trai phết.
Nào bây giờ thích sao? Muốn gì? Muốn gì? Vào kho lưu trữ à? À mình sẽ cho... À ok. Trả nón à. Đòi nón. Ai đâu lấy cái nón đâu. Nghiến răng nghiến lợi đòi nón tôi à. Cái gì đây? Giật mình thật. Cảnh cáo ơi. Tàn hồn thực thể âm binh. Dấu thân liều lĩnh. Quỷ câu đoạt hồn. Điểm chỉ. Hương linh nhân chi sơ tính bản thiện. Dâng cơm cung tế. Quỷ sai mở đường. Đây là mấy con quỷ. Cảnh cáo với điểm chi là gì? Mình không có kiến thức về cái ngành bói học các bạn ạ. Ảnh thờ kỳ dị đây. Đồ cung trái cây. Rồi cái bà xem bói rồi. Chị ơi. Xem cho em giải hạn cho em phát. Ma quỷ nó cứ đi theo này. Đang không biết là đây có phải. What the. Không biết nói gì cả. Sợ vậy. Thôi dẻo các bạn ạ, sợ quá. Tôi đã trả cái nón cho con quỷ rồi mà nó vẫn tấn công tôi, thế là sao? Thế là tôi sai hay là nó sai? Tiếp tục đi vào trong. Con quỷ nó vẫn ở đây. Bây giờ mình phải làm gì? À Đây có cái bài đây, có cái bài đây để mà cho con quỷ nó không tấn công mình. Mình đọc chưa kỹ, mình đọc chưa kỹ. Tàn hồn thực thể âm binh. Dấu thân liều lĩnh, quỷ câu đoạt hồn, điểm chỉ nè. Hương linh nhân chi sơ tính hoàn thiện. Bây giờ phải cúng cơm mà. Cúng cơm thì con quỷ nó mới... Nó mới cho mình qua. Lấy cơm ở đâu? Bây giờ phải cúng cơm. Mày nhớ cái bà tao nha. À nay nó dọa tôi sợ vãi trưởng thề. Lấy cơm đâu nhờ? Nó không cho mình qua. Cần phải cúng cái gì ở đây á? Lấy hoa quả được không? Hoa quả được không? Đi về nhà lấy cơm. Đi về nhà lấy cơm vậy. Game Tây Ương có trên mobile không? Game này không có trên mobile được đâu em ơi. Game này là ấy mà làm trên PC, đồ họa nó khổ lắm. Mobile máy không chạy nổi. Đi kiếm cơm phát. Sợ nào cái giấy à? À cái giấy còn có nội dung cốt truyện. Ủa nãy là tôi đi đường này rồi mà. Giờ đi về nhà lấy cơm chứ. Tự nhiên quay ngược lại làm gì? Chả CC nhá. Ảnh mới bị rồi mà nó dọa xong sợ vậy. Đây đây có cơm đây, có cơm đây rồi. À, không lấy được cơm à? Đồ cúng. Bố nhà mình còn cơm nguội không? Con cúng cho cái ông kia cái. Mẹ ơi, cơm nguội để đâu? Đi vào bếp vậy. Còn cơm này không? À đây có cơm đây rồi. Đây là cơm hay gạo đây. Đây lấy được chén cơm, lấy được chén cơm hay quá. Đi cúng cơm cho con quỷ kìa. Nó mới dọa mình. Cái gì đấy? Quay chóng mặt lắm. Đồ họa siêu khủng. Ok, một câu chuyện ma. Ủa, mà cái ông kể chuyện ma này như ông ấy kể từ năm 1989 đến năm 2021. Ông này ông ấy bất tử à?
Ông kể chuyện ma bất tử. Tôi và em gái cách nhau vài tuổi. Chúng tôi học cùng trường. Nên bên ngoài gia đình chúng tôi rất hòa thuận, vui vẻ. Ok. Tuy nhiên, hai anh em. Mỗi gia đình đều có những bí mật bên ngoài không bao giờ biết. Ừ, bí mật là gì? Tôi luôn trong trạng thái bất an. Mẹ của chúng tôi không phải là người. Này, sức anh tốt. Chắc anh chỉ like thêm một cái giấc mơ thôi. Tí nữa tỉnh dậy anh lại nghỉ tiếp. Mẹ lắm. Chưa được nửa game gì á? Hoặc có khi không về. Em gần tôi đang sợ trẻ sau mình. Còn tôi đang ngồi làm bài tập. Thỉnh thoảng tôi lại lấp lẻ đi bóng lưng bà ấy. Ừ. Bà mẹ đang có cái vấn đề gì đây? Kéo vai. Đã bán máy máy. Trông thật máy móc. Nhìn bà ấy. Nếu có con rồi cổ không có linh hồn. Đây đây đang nói về bà mẹ đây. Thì bất chợt. Bà gọi tôi. Con ơi. Con ơi. Qua đây giúp mẹ. Tôi đứng dậy và dọn dẹp lại gần. Tôi phải đi. Mai anh có like nữa không? Không muốn cười thì mai rồi tính em ạ. Tôi đứng sau lưng mẹ. Nhưng mẹ cứ im lặng. Có một sợi chỉ màu đỏ phất phơ trên tóc mẹ. Vướng vào tay tôi. Thật ngứa ngáy. Tôi đã bị sợi chỉ rất mạnh. Đâu? Sợi chỉ nào? Mẹ tôi quay đầu lại 180 độ. Được bay chậm chậm bởi những sợi chỉ đó. No. Tôi quen miệng cười với gương mặt trắng bệch. Mẹ ơi, con mượn sợi chỉ của mẹ thôi, chứ mẹ đừng như vậy nhá. Mẹ chào các bạn thính giả đang nghe. Thôi, đi cúng cơm cho con quỷ kìa. Tự nhiên dính vào cái game này. Mẹ con với nhau lấy có cái sợi chỉ thôi mà mẹ nuốt chửng con luôn thế này. Đôi mặt trắng dã đây, lấy sợi chỉ đây cúng cơm. Ông này chắc là cái ông sư phụ của cái ông thầy danh lợi. Cúng cơm vào đây đúng không? Hay là cúng cơm vào đâu? Được chưa? Nhào đi. Dạ dạ vâng, con vào ngay đây. Dạ dạ. Cứu con phát rồi ma quỷ nó theo suốt ngày, chịu không nổi. Chờ Thế Vũ nhá. Cái gì đấy, nhảy qua đầu à? Nhảy à? Có phải tôi nhảy không? Bàn thờ trống rỗng này, chỗ này chắc là phải thờ cúng cái gì đấy. Nhìn xung quanh một phát đã. Đây là người mẹ đây. Người mẹ đang cầu để mà đẻ đứa con trai. 15 năm hai vợ chồng ở với nhau mà lại chưa có con. Chưa ăn cái gì? Chưa ăn nhau bà đẻ. Báo chưa có linh. Ăn nhau bà đẻ? Nhau bà đẻ là nhau thai đúng không? Dạ chơi game à, chơi game à. Ok ok. À đúng rồi, cái thể loại đua xe ngày xưa đây. Game điện tử 4 nút. Ok. Chơi thắng được gì không? Cứ chơi mãi thế à? Thử thua phát xem nào. Cứ chơi đến bao giờ? Đây là những cái món đồ chơi mà con trai thích đúng không? Đứng lên được cả bàn này. Ui, ông lại leo lên luôn cả bàn. Leo lên bàn luôn à. Ai ố sư mà. Cây kéo cuốn vải đỏ. Đấy luôn. Ơ, thế con lấy được cái... Không lấy được. Lấy được cái máy chơi game không? Ông thì bói. Ông lừa tôi đúng không? Ông thờ quỷ dữ đúng không? Đúng là ông thờ quỷ dữ đúng không? Hoặc là sao?
Có mỗi một cái kéo thôi à? Ủa? Đâu rồi? Cô không di chuyển được rồi. Là sao, là sao? Chưa hiểu đoạn này là lắm nhá. Tài liệu đây. Nhất, sinh khí bảo nhi khởi nguồn cho sinh linh mới, chính thể dung nạp thai khí trọn vẹn. Nhị, hoa sinh linh khai mở từ máu, bi ai hoán đổi hạnh phúc vô bờ. Tam, ơn trên độ trì pháp thuật hành thông, phổ dòng tự chú pháp thành toàn. Nhất nhị tam là mình phải làm ba cái việc này các bạn ạ. Đầu tiên ấy, là lấy nhau thai. Thứ hai ấy, là hoa sinh linh khai mở từ máu, tức là dùng cái kéo đấy. Thứ ba là ơn trên độ trì pháp thuật hành thông, chắc là đi tìm bùa chú đấy. Nhau thai kéo, kéo thì có rồi, đi tìm lá bùa với cả nhau thai nữa, đúng không? Nhưng mà tại sao mình làm theo những cái thứ này nhỉ? Cái gì đây, cái gì đây? Tên game là gì vậy anh á? Game tai ương ấy. Ừ, nhau thai. Có nhau thai thật ạ. Ông này ông để trong tủ nhau thai à. Một nhau thai tươi sống được ngâm trong dung dịch chống hư mốc. Gớm thật. À. Giờ kiếm thêm cái lá bùa nữa. Cần lá bùa đúng không? Từ từ mình cứ đưa cho bà mẹ cái nhau thai trước để xem như thế nào. Nhưng thấy ăn cái này không có được để cho người khác nhìn. Ăn nhau thai không được cho người khác thì quay mặt đi. Ăn không? Đây, đưa cho cái kéo nữa đúng không? Ăn nhau rồi bao nhiêu linh. Ủa, không đưa được cho cái kéo à? Bàn thờ trống này. Nãy là nó hướng dẫn mình phải tìm thêm một cái lá bùa nữa. Đi vào trong này có gì không? Cái này tôi cắn miếng thôi được không? Đây rồi, mẹ mình phải ăn nhau thai. Nuốt hết toàn bộ. Quắc. Kinh quá. Cửa bị kẹt rồi. Thôi dẹp không chơi nữa. Sợ vậy vậy. Ông này ông ấy thờ quỷ dữ thì ông mới làm được thầy bói. Ông ấy lấy thông tin từ những con quỷ á. Ông ấy nuôi quỷ. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại ăn nhau thai? Mẹ ăn như thế này là linh hồn của con, thân xác của con là bị con quỷ nó chiếm đóng. Đến tận bây giờ ấy, nó vẫn còn đeo bám con. Hàng đêm con vẫn mơ thấy ác mộng. Cả em gái ở con nữa. Trời ơi. Con cái là phận trời cho, tại sao lại phải làm như vậy? Ô, cái kéo này làm gì đấy? Cắt ngón tay. À không, máu, lấy máu tươi. Rồi ok. Ok. Đây rồi, còn lá bùa đây. Thêm cái lá bùa nữa. Hoàn tất cái lá bùa trống này. Dùng được không? Lá bùa để đâu? Để lá bùa đâu? Để lá bùa đâu? Ông ấy không nói cho mình biết để lá bùa đâu. Giờ muốn đọc tài liệu.
giờ phải ra nó bùa đâu. Bàn thờ trống này. Ông này cũng có 4 cái bàn thờ, 4 góc nhà. What? Giờ để nó bùa đâu? Hả? Đồng hồ quay loạn này. Năm 1989 ngày 15 tháng 6 đây. 9 tháng 10 ngày. Đây là một loại giấy hoàng chỉ để vẽ bùa chú, phải được dán vào người, dán vào người cần niệm bùa. Để dán vào sau lưng mẹ đúng không? À đây đúng rồi, dán vào người cần niệm bùa. Để ta đi lấy cái bút. Rồi ông ấy đi lấy cái bút. Tức mình phải lấy bút chưa? Tức là bây giờ tôi phải gặp con ma một lần nữa. Con ma nó dọa tôi thì ông ấy mới vẽ xong cái lá bùa. Ôi lại trốn vào trong này vậy. Chuẩn bị gặp ma tiếp nhá. Chuẩn bị gặp ma tiếp nhá. Đây đây cái phòng mà cái phòng gọi là cái phòng kinh khủng tởm của cái lão thầy bói. Ông ấy dùng 4 người con gái, 3 người con gái chứ, để tạo ra 3 con quỷ để mà lấy thông tin của người khác. Thật đáng sợ. Ông ấy thờ quỷ các bạn. Để lấy được cái cọ viết rồi. Còn một người cuối là ai đây? Ông ấy có 3 người con gái rồi. Vậy thì người cuối ở trong câu chuyện này có thể là em gái của mình, hoặc là có thể là mẹ mình. Đúng không? Là ông ấy đủ bộ rồi, là ông ấy trở thành pháp sư rồi, số 1 thế giới rồi. Quỷ, quỷ ơi. Không có này. Để đưa cho ông ấy cái bút. À, chấm máu. Ok, chấm máu. Dùng máu vẽ bùa. Ok. Rồi vẽ sao? À. Xong chưa? Ok. Ok, xong chưa? Gì đây? Là đã thành công chưa? Ngày 29, ngày 12. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Năm 1990 cũng đã tới. Ngày 17. Tháng mấy thì chưa biết. 9 tháng 10 ngày sau, mẹ tôi đã sinh ra tôi. Tôi đâu? Ông thầy bói, sao lại để mẹ tôi ngã sóng xoài này? Tôi đâu? Ông thầy bói. Tiếp tục chơi game à? Tôi không chơi đâu. Bây giờ đi về nhà đúng không? À đây có cánh cửa này mở. Bên trong có ai đây? Không cho mình vào ạ. Ui. Không cho tôi vào. Ơi chắc là đi về nhà ha. Bên này coi như xong rồi, đi về nhà phát. Ngay cạnh nhà mình là nhà ông thầy bói. Không cho mình đi ra luôn. Cái đèn lung lay ngoài cửa mà tôi tưởng ma quỷ sợ vậy. Thế bây giờ làm gì tiếp? Tôi đã được sinh ra đời chưa?
sau khi mà nói chuyện ông thầy bói 15 năm sau. Ông thầy bói, giờ tôi phải làm gì tiếp? Ở đây lại đi vào đây tiếp. Xem chỗ này có gì không. Trong này không có làm gì được. Chưa hiểu nha. À, quyền lịch. Cầm quyền lịch cho anh. Ok, cảm ơn Tuấn nhá. Có cái dấu chấm than ở đây, ngày 17. Ui, tháng 17 á. À không, ngày 17 tháng 3. Đúng 9 tháng sau thì mình được sinh ra. Rồi sao nữa? Cầm quyền lịch rồi sao nữa? Em có tiếng gõ cửa. Đúng không? Gì đấy? Ai đây? Không ra đâu. Không ra đâu. Bên trái, bên phải, không qua, hay quá. Mình không về được nhà rồi. Không đi ra được cái chỗ thang máy chứ. Anh lại cầm đèn dầu đến vậy. Ok. Ui. Em ơi. Đây. Có cái xác người ở đây này. Có cái linh hồn ở đây. Giờ mình phải làm nào cho cái linh hồn đây biến mất. À đây, chắc là cuốn lịch ở đây đúng không? Ủa, bây giờ treo cuốn lịch ở đó? Chưa hiểu lắm nhá. Đây, chắc treo cuốn lịch ở đây à? Ok. Năm 1990 mình được sinh ra đời. Cái gì mà cười nói ghê thế? Quỷ này. Hết à? Sao nữa? Lại bị khóa rồi. Bức hình gia đình ba người kỳ lạ. Đây, sau khi mà mình được sinh ra rồi thì bố mẹ rất là vui vẻ đấy. Cả nhà đi du lịch luôn. Rồi, biến mất rồi. Con ngựa gỗ của tôi đây. Còn đây chính là tôi đây. Chút xíu đây. Cái ghế này để làm gì đây? À... Không dùng được à? Không được à? Không có băng keo ạ. Kiếm băng keo. Phải đóng đinh chứ. Treo ảnh phải đóng đinh chứ, ai dùng băng keo. Đây, người bố đi rồi, chắc bây giờ tôi đọc ở chỗ này. Đây, lấy được quả băng keo siêu dính nhỉ. Ngày 1 tháng 10 năm 1988, gửi con. Mẹ trông mày cho bồng cháu mà lâu quá, gần 15 năm rồi. Cái loan bụng nó hư rồi. Cây độc không trái, gái độc không con. Mày tính để mẹ cho đến
từng nào. Tháng sau dỗ bố, về một mình thôi con. Mẹ nói chuyện với cái Hằng, nó ly dị chồng 2 năm nay. Con bé ấy cũng ngoan, hiền, mẹ ưng nó, ok. Mày về nói chuyện xem hợp nhau thì tiến tới đi. Ly dị cái Loan sớm, trước Tết xem ngày đẹp, sang đấy làm vài mâm cỗ rước dâu mới. Mẹ không sống bao lâu nữa, mày nghe lời mẹ lần này nha con Rai. Phải có cháu trai cho mẹ đấy, tái bút. Em Thảo viết hộ mẹ. Thật sự em thấy mẹ có cái lý của mẹ, cả nhà trung tin của anh thân. Đây là một gia đình ở trong miền Nam các bạn ạ. Một gia đình ở trong miền Nam nhưng mà văn này văn miền Bắc. Con này là văn miền Bắc. Con dai các kiểu. Một gia đình ở trong miền Nam nhưng vẫn dùng văn miền Bắc ạ. Chắc là gốc Bắc. À đây có băng keo, có băng keo rồi, dán phát, dán phát. Băng keo siêu dính. Gì đây? Lại gõ cửa tiếp ạ. Đi vào buồng có gì không đã? Mày đang ngủ không? Đồ chơi à? Thư chúc mừng ạ. Chúc mừng anh chị đã sinh ra đứa con cầu tự sau 15 năm. Tôi hy vọng với chức vụ mới của anh sẽ cống hiến hết mình cho công ty và gặp nhiều thành công, may mắn. Tôi có tặng kèm chai vang Pháp ạ. Một chai vang Pháp ạ. Thưởng thức nha đồng chí ạ. Ngày xưa mà đã tặng rượu vang rồi. Rượu vang đâu? Cái gì? Bố đòi rượu vang à? Đây, rượu của bố đây, phong bì đây. Gì đây? Ở dưới nước á? À. Sau khi mà sinh ra đứa con trai á, thì là gia đình của mình giàu có hơn rồi. Ăn nên làm ra rồi. Tiền tài như nước rồi. Có cả con cúp cánh én đây. Bố ơi, bố mua con cúp cánh én để đi đây. Đi làm. Ok. Thế là người mẹ sang nhà bà thầy bói kia, sang nhà ông thầy bói kia cầu xin đứa con này cũng hợp vía ấy chứ. Người bố làm ăn tấn tới, nhà cửa xịn sò này. Không còn u ám nữa. Tivi các kiểu ấy. Có cả máy chơi game luôn hả? Ui. Bắn ruồi các bạn ạ. Game thế hệ những năm gần thành. Hồi dẹp. Game thế hệ 9x. Cái ra phả đây. Phả đồ họ Lê. Lê Văn Tương này. Trần Thị Ai này. Sinh ra một cái ông là Lê Văn Nam Khoa. Ông này thì không có lập gia đình. Tiếp đến là sinh ra Lê Văn Nam Huy. Còn bên này là Lê Văn Nam Hoài. Là sao đây? Thế này ra phả nhà tôi ở chỗ nào? Đây, Lê Hoàng Nhất đây. Đặng Thị Loan đây. Đã sinh được 2 người con. Vậy là mình là bên nhánh nào? Bên nhánh ngoại hay bên nhánh nội? À, cả hai bên đều là nhánh nội hết. Sinh được 3 người con trai. Ok. Thế bây giờ phải làm gì tiếp? Phòng ngủ này. Nhà vệ sinh này. Úi. À, bị lắc. Bị lắc. Tôi không nhìn được mặt mình nhỉ. Sao lâu hết thế nhỉ? Tỉnh dậy đi. Chóng mặt lắm rồi. Đây, mẹ mình đây. Một quyển nhật ký cũ này. Chào Trang Hồng nhé. Game của Việt Nam á, đúng rồi, game của Việt Nam.
10 tháng chữa trâu, người ngợm đau nhức, nứt da nứt thịt, còn sanh thêm tật thèm ăn đất á. Không hiểu được tại sao bây giờ mới có bầu, sao lại chớ trêu với tôi quá vậy trời. Có bầu sinh ra tật thèm ăn đất ạ. Đây là cuốn nhật ký của mẹ mình. Đây những ngày mà mẹ tôi chữa tôi, chắc mẹ tôi ở cái phòng này. Ông ngủ của hai vợ chồng. Còn cái gì nữa không? Ủa nhưng mà tại sao lại treo hai cái bức ảnh, hai bức ảnh ở đây nhỉ? Hai cái bức ảnh này là hai cái bức ảnh ở trong phòng của ông thầy bói. Đây có cái radio ấy. Phải đóng lại đi. Ui, gì đây? Chơi game này cứ giật mình thông thóp à. Đây có phải cả tiếng con chim lợn nó kêu đúng không? Éc 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 à? Chim lợn kêu là nhà có người chết đó ấy. Phòng này phòng của ai đây? Phòng này bỏ trống à? Đóng cửa lại. Ủa bây giờ phải làm gì tiếp? À đây mẹ mình đây mẹ ơi. Nhổ cái đinh ra. Bây giờ mình phải nhổ cái đinh ra nên làm gì? À để cuốn nhật ký vào lưng của mẹ. Mẹ ăn cái gì đấy? À mẹ ăn đất. Sinh ra cái tật thèm ăn đất ạ. Cái đợt mang thai mình. À không, đây là sau khi mà đẻ ra tôi rồi. Đây là mang thai đứa thứ hai. Chắc đây là em gái mình. Em gái. Mang thai em gái thì lại sinh ra cái tật ăn đất. Không hiểu tại sao. Mình được sinh ra rồi mà. Mình đang ở ngoài rồi mà. Giờ đi ra ngoài. Đây có cái xe đạp của bố à? Ủa? Sinh ra đứa em gái cái là nhà mình lại nghèo đi các bạn ạ. Nãy đi xe máy giờ lại chuyển qua đi xe đạp rồi. Vô mừng phụ mẹ nè mấy đứa. Dạ. À không, nhà mình có hai cái xe à? Nhà mình có hai cái xe à? Anh xin lỗi nhá, anh xin lỗi nhá, đổ ban nhầm cho em. Cái gì, nhìn cái gì đây? Nhìn cái gì đấy? Sao nó cứ nhìn theo tôi ấy nhỉ? Tiếp tục nhận quà cáp các kiểu đây. Sinh đứa thứ hai. Ui, cầm con dao quá. Ai cầm con dao? Bố hay mẹ đây? Trộm các bạn ạ. Hình như là nhà tôi có trộm. Mẹ ơi, nhà mình có trộm. Mẹ ơi. Bê cái gì mẹ? À, một bát chè các bạn ạ. Một bát chè mà bên trong là có ba cái răng người ấy sao đây? Ui, nhìn giống cái răng người sợ đấy. Nhà có trộm mẹ ơi. Nhà có trộm. Các em ơi chạy đi, nhà có trộm rồi. Giết người đây, Lê Văn Luyện ấy. Thấy tay cầm con dao không? Rồi sao nữa? Cho bát chè rồi sao nữa? Cái gì đây? Cóc thiềm thử ngậm đồng vàng. Tương truyền là cóc thiềm thử ba chân này có khả năng nhả vàng bạc châu báu cứu khổ, mang lại may mắn cho người thờ phụng. À ok, nhả vàng bạc châu báu á. Còn cái gì đây? Sổ số à? À không, vé du lịch, cứ tưởng là sổ số à.
công viên văn hóa đầm Đồng Sen ạ. Vé vào cổng, tham gia các trò chơi cảm giác mạnh, xem múa rối nước đặc sắc, đặc biệt được tham quan 18 tầng địa ngục. Vé có giá trị một lần 40.000. Ê, ngày xưa 40.000 là một con số lớn đấy chứ, 50.000 đấy chứ, 40.000 thì lớn quá. Tiếp tục bê phụ mẹ tiếp đúng không? Bê tiếp tục cái gì đây? Cà ri gà, ok. Mẹ làm toàn món ngon. Úi, mẹ đã ra ngoài này rồi hả? Mẹ ra ngoài rồi các bạn ạ. Rồi xong chưa? Còn nữa không mẹ ơi, con vào bê tiếp nhá. Ơ cái gì sáng đấy? Không đi vào trong được à? Cái gì sáng đấy? Gì đấy? Mẹ xoay 180 độ ra phía sau thật này. Bị ai đâm một cái đinh vào lưng. Mở được cửa chưa? Còn cái gì không biết không nhỉ? Ừ. Tôi có hai người mẹ à. Bánh mì Sài Gòn 1.000 một ổ. Bên ngoài này cả đống bánh mì rồi, còn lấy bánh mì làm gì nữa. Ok chưa? Còn gì nữa không mẹ ơi? Bê chuối. Ok. Bê chuối. Ơ, đèn sáng rồi, thằng trộm nó rồi. Thằng trộm. Phòng này chắc là dự là cho hai đứa nhỏ ở đây. Có một căn phòng cho hai đứa bé sinh ra và lớn lên. Cứ bê đồ ăn nhiều chán quá. Ai, bánh sinh nhật. Huyên đây ở Nhật Huyên này, ngày 4 tháng 4 này. Ok. Sinh nhật, chắc là sinh nhật 1 tuổi của Huyên. Em gái của mình. Em gái mình tên là Huyên. Vô mời ba khai tiệc đi con. Mẹ ơi mẹ. Nhưng mà ba ở đâu? Ba ở đâu mẹ ơi? Mẹ ơi. Ba ơi ra ăn đi. Bọn con làm xong rồi. Ba ơi. Cái gì đây? Năm 1995 ạ, ngày 25. Cái tiếng đồng hồ đâu ấy? Có lẽ bố thất lạc thứ gì đấy à? Bố đang tìm kiếm cái gì ạ? Đang ngồi ôm đầu rồi. Giờ mày tìm đồ cho bố hả? Đi tìm đồ cho bố ạ. Không biết là bố thất lạc cái gì. Nhà vệ sinh. Ui! Tôi sợ ma lắm. Đừng làm vậy. Ok. Tôi tình cờ đọc được câu chuyện của một bạn nhỏ gửi đến chuyên mục. Hôm nay đến thăm đội không hiểu. Tổ chức xin phép chia sẻ câu chuyện ngụ ngôn của bạn nhỏ dễ thương này. Câu chuyện ngụ ngôn đó. Ngày xưa, trong một khu rừng đó, có hai vợ chồng chim én. Chim én. Chim én vợ tuy rất to, nhưng lại không có trứng. Bụng to nhưng không đẻ trứng ạ. Bảy xinh đẹp. Chim én chồng mừng rỡ nhảy một xung quanh vợ, rồi ôm nhấc vòng vợ mình. Chào chết mình nhá. Cười hạnh phúc. Chim én mẹ ngại ngùng đỏ mặt. Không bao lâu sau, chim én mẹ tiếp tục xin thề
quả sau bé hơn quả đầu. Chim non đã xa. Tuy nhiên theo kinh thần chứng thì chú chim ảnh to con và vạm vỡ hơn chim em yêu. Chim em cũng vẫn chim em bé, sự tự hào về chú chim ảnh thì luôn yêu ái dành phần hơn cho con cả. Ok. Tức là hai vợ chồng rất là chiều chuộng đứa con trai, còn đứa con gái thì không chiều chuộng cho lắm. Đứa em nó khá là thiệt thòi. Có bìm bịp ở đây, đây chứng tỏ là chim én anh á, là con của cái gã bìm bịp. Còn chim én em mới là con của gia đình này. Quan tâm luôn ạ. Tức là em gái của mình là bị cái ông bị cái ông thầy bói ông ấy bị ông thầy bói ông ấy giết à? À không, không phải giết mà là bị ông ấy hãm hại. Sảy chân đây đây, cái đoạn này mới là bị ngã đây. Chim ảnh càng lớn càng phát triển thể trạng phồng phao cao to hơn em bố, nhưng chim em bố lại rất hãnh diện vào con trai mình. Cho đến buổi trưa đó, Bibi mang đi một bánh mì sang chơi tặng cho em ảnh. Khi họ đứng cạnh có một sự giống nhau không hề nhẹ. Nhưng là con của ông hàng xóm rồi. Đi sang bên nhà ông thầy bói cầu con trai cuối cùng. Ôi cha, cháu mày mặt mũi sáng sủa đẹp trai ghê. Em có gửi quà cho cháu với tấm lòng cho chị nhà để chung trong hộp bánh của bé Huy đó. Nhỏ coi em dơ cao đến khẽ cho luôn hàng mới nhập kho giùm em Út nha. Anh Nhật ơi, công ty em có loại hàng chất lượng cao cần để nhanh anh thông qua cho tụi em sớm được không? Đảm bảo chiếc khấu công ty với hồi hộp kín trên 12.5% nhé chị lô hàng ạ. 12% nhé chị lô hàng. Rồi. Cái sự giàu có của ông bố là do ấy các bạn ạ. Thông quan ăn phần trăm. Không biết là hàng gì. Buôn lậu. Cấu kết cả người ngoài thông quan. À, nãy ông bố ông ấy bảo ông ấy quên cái gì nhỉ? Giờ phải đi tìm kiếm cái mà ông bố ông ấy quên. Phong bì rất dày đây. Đây chắc ông bố ông quên tiền này. Đứa em gái của mình là bị ông hàng xóm hãm hại. Bố ơi đi ra ăn thôi, nãy giờ mẹ gọi rồi. Bố cứ ngồi trong này. Ui. Đóng cửa bắt tôi nghe điện thoại à. Nhật. Đúng rồi. Tôi Nhật đây. Ừ. Vụ gì? Hối lộ cho tôi để tôi thông quan rồi. Tôi nhận rồi. Ừ, thì coi như tôi nhận rồi, nhưng là cái vụ gì? Không biết là có bị đi tù gì không? Ê, bây giờ làm gì tiếp? Bên trong cái bánh sinh nhật này có cái gì ạ? À không, nãy cái món quà. Ui, phải cắt trưởng cái chửi ạ. Chó, chó cho kỹ.
vay tiền á, ông bố ông ấy làm ăn kiểu gì ông ấy mới nợ tiền đấy. Bị dân giang hồ, dân anh chị đòi tiền ạ. Còn đây là cái kho của mẹ đây. Mẹ mình vẫn... cái nhà cũ á. Cái nhà cũ để trở thành cái kho của mẹ. Để mẹ làm may vá. Mình mua thêm một cái căn hộ bên cạnh nữa. Ở nhà mới. Cái ấm trà cổ của bố đây. Bị mất một số mảnh này. Quyển tập vẽ của Huyên. Con gái của nữ mang mệnh khắc gia đạo. Cứ để mặc nó lớn lên thì nó sẽ càng lớn vận xui của gia đình. Càng nặng có khả năng khắc chết cha mẹ. Tôi sẽ bấm quẻ chọn ngày dài hạn cho con gái nữ. Chắc chắn mây mù tan biến, sự nghiệp của chồng nữ sẽ thuận lợi, công danh tấn tới ạ. Ok. Người mẹ mình, ông thầy ông lợi danh đây. Mẹ mình lại tiếp tục đi gặp ông thầy này. Sau khi mà bố mình làm ăn không được tốt lắm, gặp nhiều trắc trở, nợ nần này kia. Người bạn giả tưởng của em gái. Ok. Cái gì đây? Cam kết trả nợ. Nội dung là Đặng Thị Loan vay 2 chỉ vàng, không thể trả đúng hạn nên trả lãi 10% hàng tháng cho đến khi dứt. Ok. Lãi cắt cổ luôn, 2 chỉ vàng trả lãi 10%. Gạo muối đây. Nợ mua hàng hóa, nợ mua. Đặng Thị Loan vay 14 triệu, lãi 15%. Nợ mua hàng hóa tiếp. Ủa nhưng mà mẹ mình làm cái gì mà buôn bán kinh doanh không có được rồi mà vẫn vay tiền để mà làm tiếp à? Chưa hiểu lắm các bạn ạ. Vẫn chưa hiểu mẹ tôi làm cái gì mà phải vay mượn nhiều tiền nhé. Rồi. Cái gì? Giấy khen này. Giấy khen của hai anh em. Gì đấy? Lấy tên từ một cái bức tranh thả diều của em bé, của em gái mình vẽ nữa. Ok, thứ 6, thứ 6 chưa có bản chính thức đâu. Năm 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Tôi và ông anh trai sống sinh năm. Đến là trên fanpage trên Facebook á. Khi nào mà có là người ta thông báo à. Cũng thuộc dạng khán giả ở tỉnh. Cha mẹ tôi và chúng tôi có những năm tháng đại học thoải mái. Về cả tinh thần lẫn vật chất. Nên ông bà đưa chúng tôi dặn được số tiền khá lớn đối với sinh viên thời đó. Đi học. Anh em tôi thuê hẳn một căn hộ chung cư ở tầng 4. Chung cư ở tầng 4 này. Cũng hơn 15 năm rồi. Nhưng đường bảo dưỡng tốt, nội thất đơn giản, tường sơn màu xanh nhạt mát mẻ. Ngày đầu tiên dọn đi, và người bạn của anh trai tôi đến phụ giúp. Tôi hôm đó sau khi xong việc, anh tôi cùng các bạn kéo nhau đi nhậu. Tôi thì xui xẻo buổi chiều ăn trong lòng, nên bị đau bụng. Sức khỏe của tôi rất yếu, thường xuyên ốm vặt và dễ bị chột bụng. Ok. Dường như một quy luật. Ăn cháo lòng đau bụng. Anh trai tôi ngược lại khỏe như vậy. Sau khi bọn họ đi hết thì căn nhà trở nên yên tĩnh. Tôi tranh thủ nằm xuống mở radio nghe chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya. Cả người mỏi nhừ, tôi thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi có tiếng khóc rớm rớt lúc xa lúc gần. Anh ơi, cứu em. Tôi chậm chậm mở mắt nhìn anh ơi cứu em. Không. Bây giờ mà tôi xoay đi là tôi nhìn thấy con quỷ đấy. Nhắm mắt xoay đi rồi. Quỷ ở đây không? Ở cửa sổ. Không có các bạn ạ.
Sợ vậy. Con quỷ. Where? Hai anh em thuê cái chung cư, đúng cái chung cư mà nhà tôi ở. Nhưng mà thuê ở lầu 4 cơ. Mình ở lầu 13. Đây, để ghép mấy cái ảnh này cho em cái. Vẫn chưa đủ à? Còn chưa đủ nữa. Còn thiếu ở đâu nữa nhỉ? Ở đây nữa, trong nhà 8 nữa. Trong nhà vệ sinh. Còn nữa không? Đứa con gái mình nó vẽ vời, dán lung tung bèo. Nãy kiểm tra trong này rồi, đi ra ngoài. Cầm một mảnh nữa. Giặt nó đêm thâu. Ừ. Chừng nào mà mưa ngâu là đâu có hết. Chà tổ à. Bắt đứa em làm đủ mọi thứ. Ui. Đứa em gái bị bắt làm đủ mọi thứ. Thằng anh trai thì như ông vua con. Chẳng phải làm gì. Bây giờ thì cả gia đình chết rồi, còn mỗi mình sống. Đang tìm hiểu lại quá khứ. Một mảnh nữa đâu nhỉ? Thiếu một mảnh nữa thôi. Một mảnh nữa đâu? Không biết là mẹ mình làm cái gì mà vay tiền rất là nhiều luôn ạ. Vay tiền trả nợ. Ui gì ấy? Tôi bay à? À tôi đứng lên cái ghế ạ. Ok. Tôi thì cứ tưởng mình bay. Một mảnh nữa đâu nhỉ? Cái nồi gì đây? À, một bảnh nữa ở dưới cái nồi ạ. Hai anh em đá banh ạ. Ok. Hai anh em chơi với nhau ạ. Rồi. Chỗ cái nồi. Ok, cảm ơn Long nhá. Rồi sao bây giờ làm gì? Ghép tranh à? Ấn E để chọn. Ấn Q để thả xuống ạ. Em gái mình thì thường hay mơ là có một cái con quỷ đây. Trời mưa. Hai anh em đá banh thì trời mưa hả? Ok. Tấm hình cuối. Ok. Sau chung cư mà khu đất trống, chúng tôi thường thả diều. Thật là vui. Hai anh em thả diều. Tiếp tục. Hai anh em đá banh với nhau. Mình bận học phải rồi, ngoại khóa hết thời gian mà. Rồi ngoại khóa hết thời gian mà. Cái này người bạn tưởng tượng. Ok. Cảm ơn anh hai vẫn nhớ. Nhưng mà em chết rồi còn đâu. What? Em gái bị ông bìm bìm ông hãm hại chết rồi.
Còn gia đình thì vỡ nợ các bạn ạ. Gia đình thì không biết nợ nần kiểu gì. Vỡ nợ gì. Ông bố ấy làm ăn thất bại. Mẹ cũng làm ăn thất bại luôn. Từ sau khi mà sinh bé Huyên ra ấy, làm ăn là thất bại. Trước đấy là làm ăn tấn tới. Để tiếp tục quay trở lại cái chỗ. Ủa, vậy là mình mơ trong mơ. Trời tối quá thắp đèn ạ. Tôi vừa có một cái giấc mơ, mơ trong mơ các bạn ạ. Một giấc mơ lucid dream. Tức là nhá, tôi đang ở thời kỳ hiện đại nhá. Tôi mơ tôi đến đây. Xong là tôi mơ tiếp, tôi trở về quá khứ tiếp. Mơ trong mơ. Quá kinh khủng ạ. Một cái giấc mơ sâu ấy. Một cái giấc mơ cực kỳ sâu ấy. Giấc mơ hai lớp, hai tầng. Thắp đủ. Thắp đèn. Nếu ảnh thờ bị bẩn trước khi lau ảnh phải nhớ thắp đèn nữa mới lau được. Cái đám tang này. Thôi thôi không có Nam Mô gì nữa, nhức đầu lắm. Tắt cái quạt đi. Đo máy lạnh lắm. Điện Phung Điếu ơi. Thằng già được giải thoát rồi. Nó qua thế giới của tao. Mày cũng nhanh chân lên. Tới đây với tụi tao. Đừng để tao mất kiên nhẫn. Mày trả không hết nợ của nó đâu. Mày hiểu không? Tao biết mày đang nghĩ gì mà. Không sao. Tao không phán xét mày. Đây ông Tư Bưởi đây. Ờ Tư Bưởi. Bữa trước đi lấy tiền bảo hiểm trả cho con gì. Ông Tư Bưởi là cái ông. Ông Tư Bưởi là cái ông mà chủ nợ của bố mẹ tôi. Đây còn một cây nến nữa đâu. Gì ấy? Tự chơi đá bóng à? Chả Mirai đang chơi tay ương đấy. Mày cứ đâm đầu vào đây. Ui. Sợ lắm đi. Để đi lau ảnh thờ các bạn ạ. Rồi gió lại thổi tắt rồi. Ok. Tao sẽ lau ảnh cho bố mẹ. Ok. Bố mẹ ra đi để lại cho con mấy khoản nợ chục tỷ. Cái gì? Nhìn đâu ấy? Mỗi người nhìn một hướng ạ. Có bóng người kìa. Mỗi người nhìn một hướng à. Mẹ tôi bảo là đừng có ra ngoài nhé con. Đi vào bên trái đi. Dạ con nghe lời mẹ. Còn bố tôi lại bảo là đi ra ngoài đi. Kiểu gì sợ vậy. Tôi là xem ai nào. Tư Bưởi tư bụng gì chán nợ đi. Con đã bảo là bố con, bố mẹ con chết rồi, từ từ con trả nợ cho. Nhưng không phải con không trả nợ đâu. Cái gì đây? Đà mà. Chửi luôn ạ. Gia đình bị đòi nợ. Cho họ thuê nhà liên hệ. Rồi cái gì đây? Quan tài ạ. Đặc kia có một cái quan tài với cái dây tơ hồng màu đỏ buộc kín. Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên tiến lại gần không? Trong mặt quá. Thôi tiến lại gần rồi. Em gái tôi này. Ừ, sao em? Sao? Em cần cái gì? Em muốn cái gì em nói đi. Không được chạm.
cô Phương cô bảo là không được chạm vào người ở trong giấc mơ Lucy Dream. Bây giờ mình chạm vào là có vấn đề không anh? Phải nghe lời cô Phương. Nhưng mà nếu như mình không chạm thì mình không có chơi game tiếp được các bạn ạ. Thôi thì bắt buộc phải chạm vậy. Nào em gái, anh sẽ cứu em. Anh sẽ cứu em. Anh sẽ cứu em gái của anh. Em gái của anh. Ôi tỉnh rồi, tỉnh rồi, may quá, may quá, may quá, may quá, may quá, may quá. Cô Phương nó bảo không được chạm vào giấc mơ rồi, không được chạm vào người trong giấc mơ rồi mà. Không chịu nghe lời. Giờ thì choáng váng đầu óc chưa? Bốn rưỡi sáng rồi. Mình rơi vào giấc mơ 45 phút rồi. Giải mã giấc mơ. Chơi nối từ á? Tự nhiên lại chơi nối từ. Là sao, là sao, là sao? À. Tôi có thể nhặt được các cái từ à? Nhặt hết đi. Đâu chơi chơi nối từ ở chỗ nào? Không hiểu lắm. Thế nhặt được cả đống từ đây. Nhưng mà chơi ở đâu? À quên đây đúng rồi, tỉnh dậy phải viết nhật ký. What? Tiếp tục lấy pin này, chắc lại có cái đồng hồ nào hết pin này. Không viết đâu nhật ký nữa rồi. Bây giờ muốn rơi vào giấc mơ tiếp là hãy để linh hồn của họ nghỉ ngơi trong cõi mơ huyền ảo, đừng có đánh thức nữa. Tôi đang làm gì sai à? Chưa thể ngủ á? Mấy cái này xem rồi. Mấy cái này xem rồi mà. Em gái của bố mẹ đây. Bật cái đài lên tiếp xem có chuyện ma gì hay không. Kỳ cuối à, hồn ma báo mộng. Lucy Dream. Không được chạm vào người đã chết ở trong giấc mơ Lucy Dream này. Tránh được cám dỗ. Không thể nào chỉ dạo quanh những giấc mơ mà hoàn toàn không có tác động nào đến nó. Vậy thì nếu như chúng ta đã tác động vào một người hay một sự vật trong mơ thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Xin mời các bạn tiếp tục nghe chia sẻ của một thính giả đã từng có trải nghiệm kinh hoàng khi nhận lĩnh hậu quả của Lucy Dream. Tôi là giáo viên sắp về hưu. Vợ tôi trẻ hơn tôi gần 10 tuổi, chỉ ở nhà làm nội trợ và thỉnh thoảng viết lách như một thú vui. Ok. Chúng tôi có con muộn, nên năm nay con gái chúng tôi chỉ 24 và vừa kết hôn được 6 tháng. 24 tuổi trong mới lấy chồng. Là một kỹ sư thuê nhà ở cùng khu chung cư với chúng tôi. Trai ở trai lên thành phố lập nghiệp. Được cái là con rể của tôi rất lễ phép, biết chăm lo cho con gái của chúng tôi nên chúng tôi khá yên lòng. Ê, đang nói về bố mẹ mình đúng không? Có cảm giác tù túng nên chúng tôi sinh hoạt hoàn toàn riêng biệt. Chỉ có con gái là mỗi ngày về nhà nấu cơm ăn trưa cùng vợ tôi. Ừ. Đến chiều con bé sẽ về nhà cơm nước cùng chồng. Thỉnh thoảng có gì thì con rể sẽ qua dùng cơm tôi và xem trận bóng đá cùng tôi. Mọi thứ tưởng chừng bình lặng cho đến khi con rể tôi bất đột ngột vì con rể bị tai nạn giao thông ạ. Con gái tôi trầm tĩnh hơn tôi nghĩ. Con bé không hề rơi một giọt nước mắt nào cho suốt đám tang của chồng mình. Sau khi vợ tôi tái đi thì con bé cũng đồng ý tuần sau sẽ dọn về ở cùng bố mẹ. Ok. Hôm đó tôi đang trên giảng đường chuẩn bị vào tiết dạy đầu giờ trưa của mình thì bất ngờ nhận được tin báo con gái treo cổ tự vẫn. Tôi cảm giác trời đất quay cuồng, không dám
tận mắt thấy sự thật. Khi tôi về đến nơi thì người ta đã đắp khăn trùm cho con tôi. Tôi cứ đầm nhìn mặt con lần cuối. Tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng gương mặt tái mét, mắt trợn trừng dì máu, cùng cái lưỡi thề dài hết cỡ của con bé đã khiến tôi loạng choạng buồn rùn té ngã. Bà ấy cứ lẩm bẩm hỏi tôi vì sao con gái chọn giờ đi như vậy. Tôi đọc nhanh lên anh ơi, anh đọc chậm quá. Tâm trạng đứng lớp, cũng như lo lắng cho tình trạng của vợ mình. Tôi đều đặn mua thức ăn về cho vợ. Con rể thì bị tai nạn giao thông, con gái thì tự vẫn treo cổ. Đầu ghê mà có một cái căn phòng mà có cái dây treo cổ á. Thì đây, cái câu chuyện này đang nói đến cái căn phòng đấy. Đêm 30 Tết. Tôi nghe tiếng động sóng lớn. Biết là vợ mình tỉnh dậy. Chắc nóng quá nên tìm được buồng rộng tối. Tôi chậm rãi xoay lại, gần người nhìn vợ mình. Trên tay đang cầm hai con dao. Một cái nhọn hoắt, một cái là dao phay to. Để mặt bà ấy rất kinh dị. Tôi không biết phải diễn tả sao. Tay bà ấy đâm con dao nhọn hoắt vào vùng tôi. Tốc độ vô cùng nhanh. Tôi ngã khuỵu. Bị quỷ nhập, bà vợ bị quỷ nhập. Nhanh thôi, gia đình ta sắp đoàn tụ rồi. Con bé dặn tôi phải phân nhỏ ra, như vậy mới dễ dàng di chuyển từ thế giới đó được. bà bị điên rồi các bạn ạ, con gái mất á. Bà bị điên, ma quỷ nhập, bà giết người chồng, phân nhỏ xác, chia nhỏ xác ra thì mới tới được cái thế giới kia. Ôi sợ thật, cái chung cư này quá kinh khủng. À đây, nối chữ đây, cái cửa đây. Cửa gì? Cái cửa, đây không có chữ cửa này. Giả lấy hết đi. Mà làm sao lấy được mấy cái mẩu giấy ở màn hình máy tính nhỉ? Lấy hết luôn đi. Thôi thì cái cửa lấy làm gì, cái cửa có sẵn rồi mà. Chào Trúc nhé. Lâu mới thấy anh chơi. Rồi, cửa gì? Cửa phòng đúng không? Cửa phòng. Phòng gì? Phòng ở đây có phòng trọ này. Phòng trọ, phòng cháy. Nhưng mà trọ gì? Không có trọ, nhưng mà như ở đây có cháy khét, vậy là phòng cháy rồi. Bên dưới này cháy khét. Khét. Khét gì? Có một từ khét. Tình trạng bệnh tình. Wow. Nhân quả, nhân vật. Bệnh hoạn, phòng bệnh. À, phòng bệnh các bạn ạ. Không. Không phải phòng cháy. Phòng bệnh cho là bệnh nhân mới đúng. Phòng bệnh sao là bệnh nhân. Thì bên dưới nó mới có chữ tiếp. Nhân gì? Nhân tâm hay nhân quả? Tâm, nhân tâm và tâm thần. Ok. Chữ cuối là chữ tâm thần. Ok chưa? Được chưa? Cửa phòng. Cái cửa, cửa phòng, phòng cháy. Ui, nhầm.
Nhầm nhầm cái chỗ phòng này là chỗ phòng bệnh cơ. Phòng bệnh đây. Ok rồi đấy. Được phòng cháy, ok thế rồi. Rồi tiếp tục đi sửa đồng hồ tiếp để mà rơi vào cái giấc mơ lucid dream cuối cùng. Nãy là có một cái câu chuyện là bà vợ bà ấy cầm hai con dao và đi đi tìm ông chồng. Bà ấy bảo là gia đình mình sắp được đoàn tụ rồi. 4:30 sáng rồi. Tôi nên chơi tiếp không hay là tôi nghỉ nhỉ? Cái đồng hồ này cũng vẫn chạy bình thường. Gì ấy? Cái đồng hồ này lại hết pin rồi. Đồng hồ này chạy 2 cục pin rồi mà vẫn hết này. Hết nhanh thế nhỉ? Đồng hồ này ăn pin này. Chạy 2 cục pin mà vẫn hết pin được. Sợ thật. Chỉnh giờ lại 4:30 sáng. Tai ương à? Đúng rồi, game tai ương nhỉ. Ui, nhiều đồng hồ thế. Có khi là tôi đi vào giấc mơ cuối cùng. Đợi chút cho tôi bật cái đèn thật. Trời tối này. Chơi luôn thì cho xong ấy. Hơi chóng mặt cái nhưng mà thôi kệ. Chóng mặt quá. Giờ này em không có ý tưởng ra video nữa anh. Anh cũng vậy, anh có ý tưởng gì đâu. Chơi nốt quả game tai ương thì đã. Đây, thuốc an thần này. Ui rồi, bàn chân máu ơi. Chúng ta tới với câu chuyện thứ ba. Người vợ cầm hai con dao săn lùng người chồng. Câu chuyện thứ nhất là cái gì? Câu chuyện thứ hai là cái gì? Quên này. Ba câu chuyện liên quan đến ba cái nội dung ở trong cái chung cư này. Nội dung chính của game vẫn là cái gia đình kia đây. Vẫn là cái gia đình mà người vợ đi xem thầy bói ấy. 15 năm lấy nhau mà không có con. Đi xem thầy bói để ra cái đứa con lại là con của ông thầy bói. Cái đứa con gái, con của mình thì lại không quan tâm đến nó. Khổ thế. Đúng là nuôi con tu hú mà. Nuôi con tu hú bìm bìm. Rồi đồng hồ hỏng luôn rồi. Bây giờ mà tôi lucid dream có thể là tôi sẽ bị rơi trong cái giấc mơ này mãi mãi. Và không bao giờ thoát ra được. Đồng hồ hỏng rồi. Không có cái gì báo thức tôi dậy là chắc chắn là tôi sẽ bị rơi trong giấc mơ mãi mãi. Sao anh lại chóng mặt ta? Chơi mấy cái game này bị chóng mặt ta. Kiểu như là bị bệnh giả lập. Anh bị bệnh giả lập. Nhức đầu lắm. Đây. Cái thằng con rất là to cao đây các bạn thấy không? Thằng con phía sau rất là to cao. Đứa em gái này. Đây hai vợ chồng đây. Đây đúng là con bìm bìm. Vừa to cao. Lại da đen nữa. Game là bắt buộc tôi phải mơ rồi. Giấc mơ này là sẽ không bao giờ trở lại được. Thực thì đồng hồ vẫn đặt báo thức à? Vẫn trong mơ nên không sao à? Gia đình mình đó anh. Không. Gia đình trong game thôi. Quá đáng sợ. Nhấn space để ngủ. Tiếp tục. Lucid Dream cuối cùng. Bây giờ mình sẽ rơi vào cái câu chuyện mà cái bà vợ cầm hai con dao giết ông chồng. Ui giời. Tôi phải cho giảm âm thanh xuống phát. Gì đây? Cái gì đây? Nhấn space để thoát khỏi bóng đây à? Đau quá. Anh hai ơi, lạnh quá.
Ê, cái cảnh này giống như cảnh giống kiểu mà trong phim ma mấy phim Nhật đấy. Nó chui ra từ cái tivi á. Sợ vậy. Không có cứu chữa gì đây em ơi. Không có cứu chữa gì hết đây em ơi. Nhưng mà tại sao em lại bị lại? Không bị bịp ông làm gì em? Anh hai ơi, em không muốn ra đó nữa đâu. Ra đâu, ra đâu? Bị ông bịp ông lôi ra. Em đã nói em không muốn ra nữa đó mà. Huyền vào thăm à? Em gái mình bị ông bịp ông ấy tấn công các bạn ạ. Ủa là sao? Bây giờ tôi không... Tôi... Sao giấc mơ của tôi lại là hiện thực cái này? Ủa? Giấc mơ của tôi lại là hiện thực. Vậy là tôi đang mơ hay đang tỉnh? Đây là tỉnh hay mơ? Vẫn mơ á? Đấy, chắc đây là mơ thôi, tại vì nhà mình đâu có viết lung tung như này. Nhưng mà tại sao lần này giấc mơ Lucy Dream của tôi này lại ở đây? Cái gì đây? Cho gì? Thang máy à? Gì đây? Nhìn trên đầu mà đi theo anh hả? Trên đầu có đường dẫn à? Rồi, đây là chung cư các bạn ạ. Chung cư thì sẽ có rất là nhiều thứ ở đây. Lời ra tiếng vào hàng xóm láng giềng. Ui, có con mắt to thế nhở? Phải con tao tao đọc chớ. Nhìn theo bên trên để mà đi đúng không? Thế nếu mà tôi không đi theo phía bên trên thì sao? Vẫn đi được mà. Cứ cần đi xuống bên trên không? Tôi chưa hiểu lắm. Cứ có dây là đi được thôi, cứ cần gì đâu. Ở đây có 3 dây đây. Thử tôi không đi dây bên trên xem sao không? À, nó không cho đi các bạn ạ. Nếu mà không đi dây bên trên nó không cho đi. Không cho đi á. Ok, cứ đi đúng luôn đi. Trời ơi, tốn thời gian. Con gái nhà ông Nhật làm sao đấy? Rồi lại cái chuyện là đẻ ra cái Huyên này, gia đình vỡ nợ. Đi sang bên này. Rồi đi sang bên này. Mất thời gian hơn thôi hả? Ok. Ủa không phải à? Nào, trời đi lâu thế chứ. Hết dây rồi à? Ủa là sao? Ủa bây giờ tôi hết. Đi sai đúng không? Đi đây. Đi sang bên này không đi xuống dưới. Ok. Đấy. Nãy đi nhầm. Mới nước mắt nó bị đặt theo trai.
con gái hư đốn, mới nước mắt đã bị đặt theo trai. Điện nào? Ở điện xa luôn đi. Cho Thái Sơn, cho Hoàng Nguyễn. Chung cư nhiều chuyện thế nhỉ? Rồi phải đi ngược lại nữa. Trưởng phòng công ty gì đấy? Trưởng phòng công ty gì? Từ đang tìm hiểu tại sao ông bố ông bị vỡ nợ. Chưa kịp nghe. Đúng rồi, tay gương nhá. Để tới rồi đây. Nhà đang làm lễ không làm phiền. Tiếp tục trở về nhà. Bật đèn lên. Trên tay lại cầm cây đèn dầu đi khắp thế giới. Cây đèn nó không có hết dầu. Cái gì đây? Đừng vào đây. Đừng bảo đây là cái cảnh mà bà vợ bà phân xác. À đây con gà. Con gà bị chặt bắt đầu ạ. Cái tưởng này giống trong câu chuyện kia mà vợ bà phân xác chồng bà ấy. Em nãy giờ đang coi lại cỏ máu. Ủa, anh có chơi game cỏ máu đâu? Anh có chơi game cỏ máu chưa? Nhầm thôi. Hình như anh chưa chơi game cỏ máu mà. Đây làm lễ giải hạn này. Trước khi làm lễ giải hạn cho con gái nữ, nữ cần chuẩn bị như sau: dọn dẹp nhà cửa, đặt bảng thông báo để tránh hàng xóm làm phiền. Ok, xong rồi nhá. Dọn dẹp nhà cửa xong rồi nhá. Chuẩn bị sẵn con gà sống, cắt tiết vô chén để làm lễ. 4 món đồ có liên quan đến người cần giải hạn. Giờ tìm 4 món đồ có liên quan đến em gái Huyền của mình. Giấy, tiền, vàng bạc, ok. Những vật dụng còn lại ta sẽ chuẩn bị cho nữ. Đến ngày 5 tháng 9, tức là ngày rằm tháng 7 âm lịch, buổi lễ sẽ bắt đầu. Hãy nhớ trông chừng con gái nữa cẩn thận, ok. Bây giờ là mình sẽ tìm 4 cái món đồ liên quan đến em gái mình để mà làm lễ giải hạn. Mong sao là cứu được em gái, con gà sống này. Ông làm cái gì vậy? Gì á? Có làm gì đâu. Ông làm cái gì vậy? Mình mới về hả? Mình mới về. Ông qua đây, cắt cổ con gà vô tôi cho tôi. 4 món đồ liên quan tới con bé có chưa? Dẫn nó vô đi. Ủa mẹ, em hai đâu? Ừ. Quỳ xuống. Tức là bà mẹ đang... gọi là đang chim chuột với con thầy bói. Xíu nữa xong mà. Im lặng. Ông làm cái gì vậy? Ấy có phải là ông thầy bói không nhỉ? Hay là ông khác? Ngày làm lễ giải hạn là ngày 5 tháng 9. Ok. Tìm 4 cái món đồ của đứa em gái. Buổi lễ bắt đầu. Máu gà. Quả máu anh làm 1 năm trước á. Vậy hả? Anh không nhớ nữa. Không nhớ là mình đã từng chơi game gì nữa. Hết à? Làm xong lễ rồi đúng không? Gì đây? Có giải hạn được không em gái? Em ơi. Em gái, mặc dù chúng ta cùng mẹ khác cha, nhưng anh sẽ mãi là anh trai của em. Đây là người mẹ này. Đây là con trai à? Đây là bố này. Còn đây là ai đây? Ông hàng xóm à? À đây là em gái. Còn đây là tôi. Ok. Một cái bể máu ở đây. Hãy để những con rối dẫn đường á.
Ủa gì đấy? Tiếng gì đấy? Đây là mộ của mẹ. Con trai cưng của bố. Cái gì? Ra đây bố bảo nào. Ô, ông nào kia? Quên chửi luôn ạ. Bất tranh bỏ vỏ là sao? Ủa sao tự nhiên tối om mày? Bây giờ tôi phải làm gì? Làm cái gì? Tay rối của Nhật Huyền ạ. Bố mày đéo làm nữa. Nhưng mà ông chửi cái gì á? Tôi chưa biết ông này nó là ai. Con Huyền đâu? Ra đây tao bảo. Đây là bố mình rồi đúng không? Cái game của tôi thành đen trắng rồi này. Tao chém chết mẹ bọn mày. Cái bố ông đàn bà vô dụng. Bố Huyền à? Đây là bố. Bố à không. Tôi cứ tưởng đây là bố ruột tôi. Đây là bố ruột tôi hay là bố ruột của Huyên? Cái gì? Dạ vậy. Tao chém chết mẹ bọn mày. Không bố ruột ai hết à? Tôi đi ra đây. Chửi ác thật. Ủa thế là mình lấy được cái tay rồi đúng không? Có cần lấy được cái gì? Lấy được cái tay. Tôi chưa hiểu lắm. Còn chân nữa anh à? Nó có gì anh không à? Nó có gì? Tôi chưa hiểu lắm. Đây chắc là mộ của ai đây? Để đi sang bên này xem nào. Mẹ tao già kém gái vậy mà mày đéo giúp à? Cái gì? Tao dẫm phải kém gái mà mày không giúp à? Ôi đoạn này khó đấy. Vật tranh bỏ vỏ. Bố chu cái đó nhà mày chết bơ chết bụi. Đoạn này khó đấy. Con Huyền đâu? Con Huyền đâu? Ra đây tao bảo. Ê, tôi vẫn chưa hiểu quy luật ông này ông đi kiểu gì. Con trai cưng của bố. Ôi. Thì ông ấy băm như kiểu là băm cá. Còn chân nữa rồi vòng qua đường kia, qua thẳng câu chuyện này. Tiếp tục. Phải lấy được cái chân của người mẹ. Mày trốn ở đâu? Để xem nào. Mày trốn ở đâu rồi? Ôi trời ơi, đau quá. Ông ấy dám một cây thép gai mà mày không giúp. Cái bọn vật tranh bỏ vỏ. Bố chu cái nhò nhà mày chết bơ chết bụi. Ông cứ lảng vảng hai cái bàn đấy thôi à? Khó sôi phết thế nó. Ông cứ quay đi quay lại này chị ơi. Đâu? Ra đây tao bảo. Ông họ Ông họ rồi.
À, con trai cưng của bố. Có quay lại không? Ông quay đầu lại không? Tao chém chết mẹ bọn mày. Ui, mình còn ẩn được vào chỗ này nữa. Hay quá rồi, nhưng mỗi tội là không nhìn gì nữa rồi. Đít con mẹ mày lũ chó ăn bám. Nào. Mở được cửa ra rồi mà không kịp bước qua cánh cửa. Lấy được chân rối. Lấy được chân rối rồi. Vậy vậy là xong rồi đúng không? Xong rồi các bạn ạ. Mặc dù bị ông chém nhưng mà xong rồi. Hay quá. Tiếp đến. Chân mẹ với chân Huyên liên quan đâu hả? Ủa là sao? Tức là mình không cần lấy cái chân của người mẹ hả? Hay là sao? Chưa hiểu lắm. Con Huyên đâu? Con Huyên đâu? Ra đây tao bảo! Cái bọn vắc chanh bỏ vỏ muốn chu cái nhỏ nhà mày chết bơ chết bụi. Lấy chân mẹ chân Huyên luôn. Chân nãy là bên mẹ thôi, bây giờ sang bên khác rồi. Bên Huyên có cánh tay thôi mà. Mày trốn ở đâu? À, còn chân Huyên ở trong nữa hả? Con mẹ mày lũ chó ăn bám. Ok, quay lại lấy chân Huyên luôn. Ghép rồi, em cũng xem review chứ chưa xem hết rồi. Trời ơi, ông nói như thật. Chu cái lò nhà mày chết bơ chết bụi. Lấy rồi mà. Để tôi tự chạy vòng sang bên này xem có cái gì không. Ok, thấy rồi, hiểu rồi. Cái bọn đàn bà vô dụng. Lấy được rồi, nhưng mà bây giờ đi ra mới là cái vấn đề. Mày trốn ở đâu rồi? Lấy thì lấy được rồi, bây giờ đi ra chạy ra là vấn đề này. Tao chém chết mẹ bọn mày. Chạy luôn đi. Mày trốn ở đâu? Chạy luôn đi rồi. Ôi chạy luôn được này. Đánh phủ đầu các bạn. Chạy luôn là được. Cố lên đây. Ok. Ok. Cứ chạy luôn nhá. Không phải suy nghĩ nhiều đâu. Rồi tiếp đến bên này. Còn một cái nữa cơ. Ui nhiều thế. À thế thì cái bên kia hình như tôi cũng lấy thiếu rồi. Cái bên kia chắc tôi cũng lấy thiếu rồi. Nhật Huyên này. Chân rối mẹ này. Tay rối mẹ này. Thế là sao bên này tìm hiểu luôn xem bên lấy thiếu gì không. Bên này như tôi cũng lấy thiếu rồi. Đây còn bên này nữa. Ok. Bên này thì dễ hơn. Bên này chạy thẳng dễ hơn. Bên kia chạy vòng vòng. Mày trốn ở đâu rồi? Cứ quá anh ơi. Đấy, lấy thiếu.
Ấn hai lần control mà nó không có ngột. Chạy thẳng sang bên kia. Tao chém chết mẹ bọn mày. Mẹ tao già kèm gai. Phải bà mày đéo giúp à. Ok. Ôi trời ơi, đau quá. Ôi trời ơi. Đau thì đi chỗ khác mà kêu. Đi chỗ khác. Chỗ này không phải chỗ của ông ngồi chơi nhá. Chúng tao lao ở đây. Ok ok. Thế là xong hai cái rồi. Đi sang bên này. Nó chửi nhiều thật đấy. Nhức đỏ ấy. Rồi cái bên này. Cái bọn đàn bà vô dụng. Rối ở đâu nhỉ? À đây, cái bàn bên này. Ôi trời ơi, đau quá. Đây tay của Nhật Huy, đây là tay của Nhật Huy rồi. Khó thật đấy. Một chú cái lo nhà mày chết bơ chết bụi. Bây giờ mình đã chạy ra cánh cửa để mà giữ cái tay trước rồi lấy cái khác sau đi. Có vũ khí tấn công thì tốt. Thế thì game lại ảo quá. Mày trốn ở đâu? Mày trốn ở đâu rồi? Ông đừng có vớ vẩn. Mình mở cái cửa này ra đó. Để lấy cánh tay Nhật Huy đã xong là vào lấy cái khác sau. Ui, sao mà sao bên này ngay đi. Ông ấy đứng ở ngay cánh cửa thì đến ông nội tôi cũng chẳng làm gì được ạ. Trời mãi xong, đoạn này khó thật. Mình không xác định được vị trí của nó đâu à. Mày trốn ở đâu? Hả? Mày trốn ở đâu rồi? Ôi tôi đi đâu đây? Tôi đi đâu các bạn? Tôi vào được cái cánh cửa quái rồi. Đá bóng à? Đá bóng làm gì đây? Cái gì đây? À, đá bóng của mấy con rối à? Ok ok, đá bóng mấy con rối ạ. Nó tự nhiên rơi vào đây đang lấy đồ mà. Vào cửa cốt truyện. Cửa cốt truyện là sao? Thì biết đâu. Biết cửa nào vào cửa nào đâu. Đang chạy con ma thì bị rơi vào cánh cửa này. Thì biết đâu. Chưa kiếm hết đồ thì vào này bị reset lại à? À. Nó này phải mình phải nhớ ở cửa có chuyện nữa hả? Khó thế nhờ. Quên khó đấy. Thôi đợi reset lại. Sinh nhật anh hai. Đây cánh cửa có chuyện này. Tay đây, chân của Huy thì mình chưa có chân của Huy. Đây là tay của Huyên.
Ủa? Nó lại đi ra à? Ôi trời ơi, đau quá! Chân của thằng Huy ở chỗ nào nhỉ? Con Huy ở đâu? Ra đây tao bảo! Bây giờ tìm không thấy cái chân của thằng Huy nữa. Đi con mẹ mày lũ chó ăn bám! Ai đó cứu tôi. Game này quá khó. Có đốt sáng à? Ôi trời ơi, đau quá. Đấy là ngay bên trái thôi. Ngay bên trái thôi. Con mẹ mày lũ chó ăn bám. Đi đi, không ai bám ông cả. Tao chém chết mẹ bọn mày. Ôi trời ơi, đau quá. Được rồi, vào luôn cánh cửa cốt truyện đi. Bố mày đi đâu làm nữa. Cánh cửa cốt truyện này cho mày đi cái chân luôn. Ông thấy cột sáng mà không thấy à? Ok ok. Nhật Huy. Ủa không được à? Nhật Huy. Được chưa? Cho tôi cái gì? À, cái gì đây? Mình đẩy được đồ đạc à? Chưa hiểu lắm. Đồ Huy cần. Đồ Huy không cần. Rác. Huy cần cái gì? Huy hút thuốc à? Ở cánh cửa này. Lại bước ra các bạn, lại bước vào. Tôi tưởng đi đâu cơ. Rồi bây giờ đến cái tiết mục đồ Huy cần, đồ Huy không cần. Nãy là tôi nhớ là có cái máy chơi game này là của Huy này. Đây, cái máy chơi game là của Huy, cái đàn này hình như không phải của Huy. À, trái banh của Huy, hộp quà phải của Huy không nhỉ? Trái banh luôn. Nào. Con ngựa phải có Huy không? Ủa? Huy không cần con ngựa à? À, mình cứ đẩy bừa đây các bạn ạ. Đẩy bừa đến cái chỗ Huy nó tự dụng xuống. Cái nào mà Huy cần nó tự dụng xuống à? Cái trống này chắc là không cần đâu. Để không sao. Ok chưa? Để không sao là của ai? Của Huy đúng không? Ủa, để Huy không cần để không sao à? Cái thằng Huy này. Không đấy à? Ok.
Huy ơi, em mở được một cái cánh cửa. Cái gì đây? Ở dưới này. Gì? No. Di chuyển gì đây? Là sao tao không hiểu. Đưa chuột vào đúng không? Là sao không hiểu. Đấy, đưa con chuột vào. Con rán à? Úi. Úi. Được chưa? Con rán nó chui ra rồi đấy. À, vòng tay của Huy ạ. À, ok, lấy được cái vòng tay của Huy. Tay của Huy đây. Không lấy à Huy? Vòng tay Huyên đang tặng Huy. Ủa không lấy à? Không thể sử dụng vật phẩm á? Không lấy các bạn ạ. Thế là xong chưa? Giờ mình phải trở ra đúng không? Đi ra. Nãy tôi thoát ra cánh cửa bên nào nhỉ? Ủa, ông kia đâu rồi? Ông ấy không có chửi nữa rồi này. Ông ấy không chửi nữa rồi. Ok. Đấy, xong bên Huy rồi. Còn các bên khác nữa hả? Ôi dồi ôi. Cái gì đây? Con gà đây. Để cái gì? Để trước chỗ cái mộ hả? À. Ok. Người anh em quý thương, em siêng Tết vải để dành cho anh ạ. À. Còn 4 cái nữa, chơi đến bao giờ? Tay rối Nhật Huyên, chân rối mẹ, tay rối mẹ. Đây, Huyên với mẹ thì mình lấy được hết rồi đây. Cả nhà em đó đứng dưới. Ok. Hãy để những đồ mà con rối dẫn đường ạ. Mẹ dạy mái tóc là gốc con người, giữ cho mái tóc suốt đời tình thương. Tinh tương. Đây là mẹ mình đúng không? Rồi bây giờ qua chỗ mẹ đi. Xem cái cánh cửa kia nó ở chỗ nào. Cái bọn đàn bà vô dụng. Một cái cánh cửa nữa ở đâu nhỉ? Tao chém chết mẹ bọn mày. Một cái cánh cửa nữa ở đâu? Toàn là cái thứ giống cái ăn bám. Đây rồi. Ok. À đây, chỗ người mẹ. Chỗ người mẹ thì mình lấy được hết rồi. Tay rối mẹ.
Rồi. Chân rối mẹ. Ok. Mẹ đi đâu á? Mẹ ơi. Mẹ, mẹ lấy gì á? Con gái. À, cái lược để chải tóc ạ. Mẹ nhắc hoài nha con. Mỗi ngày phải biết gõ mõ. Cầu nguyện cho ba và anh hai con sự nghiệp nó suôn sẻ. Gõ mõ cầu nguyện sự nghiệp. Ba mẹ này mê tín dị đoan quá. Suốt ngày tin là ông thầy bói. Rồi thì chim chuột của ông thầy bói đẻ ra thằng Huy nữa cơ. Không cho đi học, lớp 9 là phải đi làm, kiếm tiền. Lấy được cái lược ngà này. Ok. Rồi. Xong rồi đoạn này thì cũng không cần phải ấy nữa. Tại vì mình chơi xong là cái ông kia ông tự biến mất đây. Cánh cửa chỗ nào nhỉ? Đây đây. À, chiếc nữa được ngà. Ơ nhầm. Ok. Chiếc nữ ngà tiếp đến là 7 sắc cầu vòng trong tay. Bên này là Huyên, Huyên bên nào nhỉ? Đây Huyên bên này, Huyên bên này. Tìm cánh cửa của Huyên bên này. Cái bọn vật tranh bỏ vỏ. Một chu cái đó nhà mày chết bơ chết bụi. Cánh cửa của Huyên đâu, góc nào nhỉ? Cánh cửa của Huyên góc nào? Biết con mẹ mày lũ chó ăn bám. Cánh cửa của Huyên đâu nhỉ? Ủa đi ra khác đi ông ơi. Ok. Bây giờ tới Huyên này. Con cầu xin cho cả nhà con khỏe mạnh. Anh hai học hành giỏi giang. Công việc của bố con thuận lợi. Con Huyên ơi, nhà có nhiều tiền để con được đi học tiếp. Huyên vẫn muốn đi học tiếp à? Một cái mớ suy nghĩ của Huyên. Ủa Huyên đâu rồi? Cái gì? Có mõ. Huyên ơi. Em ơi. Em trai của em gái của anh. Ngày 7 tháng 7. Ở Huyên đâu? Cái gì đây? 6 điểm à? Đề bài: hãy viết một đoạn văn ngắn về người em yêu quý mến. Nhà em có một anh trai, em quý anh hai lắm. Hôm trước em làm một cái vòng tay tặng. Anh hai rất vui và cất kỹ ở nơi không ai biết. Em cố gắng làm việc chăm chỉ cho anh hai đi học để sau này anh hai lớn lên anh hai giàu có. Anh hai dắt em đi xem múa rối nước. Em mong anh hai mau lớn, anh hai bảo vệ cho em. Lời phê của giáo viên, câu từ lủng củng, lập từ quá nhiều. 6 điểm, lớp 5. Ok, bài kiểm tra 15 phút rồi. Ui. Đây rồi, Huyên lên rồi. Ai? Trần. Anh em cùng mẹ khác cha. Khàn giọng mày. Quá mệt mỏi rồi còn đến lượt ông bố nữa cơ. Trông hết cả mặt tao hết cả đầu rồi. Lượt ông bố nữa cơ, nó mới xong game.
mõ tụng kinh, cầu mong gia đình giàu có, sức khỏe, thần tài. Múa khéo thế hả? Chào Hằng nhá. Ê, vẽ ở con gián này. Sao mình có cảm giác buồn, em gái à? Không, trong bức ảnh, trong bức tranh này không có bản thân em gái ở trong này à? Em ơi, tại sao em không vẽ cả em vào trong đấy đi? Gia đình chúng ta đã mua 4 người mà. Vậy đi các bạn ạ. Rồi bây giờ thì cũng không cần phải chạy nữa rồi. Ông kia ông biến mất rồi. Cánh cửa chỗ nào nhỉ? Đi ra đặt cái bức tranh này. Ui trời mãi không xong, mệt quá. Ok la, rồi còn ông bố nữa thôi. Rồi ông bố. Còn ông bố nữa. Chưa kịp nhìn đúng góc ra hình ô giấy là sao? Còn ông bố nữa các bạn ạ. Mệt mỏi đấy. Ông kia lại chửi tiếp. Ôi trời ơi, đau quá. Chửi suốt ngày. Ở đây rồi, ngay đây. Ok. Bố mày đéo làm nữa. Bố mày đéo làm nữa. Ủa, chết rồi, chết rồi. Tôi định quay ngược lại để cho nó xếp và tôi đi ngược lại không tìm thấy cánh cửa đâu nhờ. Cố gắng rồi các bạn, cố gắng rồi, cho nó xong đi. Tội cũng mệt lắm rồi. Anh cũng mệt lắm rồi thưa. Con Huyền đâu? Con Huyền đâu? Cho nó xong đi mà. Sao đây tao bảo? Cái bọn vật tranh bỏ vỏ. Một chú cái lo nhà mày chết bơ chết bụi. Mệt lắm rồi. Con mẹ mày lũ chó ăn bám. Chưa xong nữa, khó lắm. Ôi trời ơi, đau quá. Ê, một cái bàn ở bên này. Tao chết mẹ bọn mày. Toàn là cái thứ giống cái ăn bám. Ok. Bắt tranh bỏ vỏ. Muốn chu cái nhỏ như mày chết bơ chết bụi. Chào mi anh Mia Fox. Huyền đã xem mà nước một góc hả? Mà có 1:2, 60% kia mà. Cánh cửa đâu nhở? Có ai biết cánh cửa chỗ nào không? Tôi lấy được 2 cánh tay rồi mà. Cái bọn đàn bà vô dụng. Ok, cho nó save game đã. Rồi bây giờ đi tìm cánh cửa. Cánh cửa đâu nhỉ? Lấy được 2 cánh tay rồi, đi tìm cánh cửa nữa là xong rồi. Ô bố này ngoài đây chắc cho ăn phóng lợn, ai lại thế? Tôi cần cánh cửa cốt chữa, nãy giờ tìm không thấy. Cái bọn đàn bà vô dụng. Tôi thấy ông ấy đi vòng ở chỗ này ra, chỗ này làm gì có đường mà ông ấy đi được nhỉ? Tao chém chết mẹ bọn mày. Anh chém ai, chém ai, đừng chém em.
Để anh chém ai chém, anh đừng chém em. Em có làm cái gì đâu, anh cứ chém. Con mẹ về lũ chó ăn bám. Sự ác thế. Bố mày đéo làm nữa. Bố mày đéo làm nữa. Rồi xong rồi. Ôi trời ơi, đau quá. Cho cái đèn nữa. Ở đây chỗ cái đèn đấy rồi. Đúng rồi. Ok. Ui trời này, không có cái ông Hưng game mình này. Chắc là tôi chẳng bao giờ tôi phá đảo được cái game này. Quá khó các bạn ạ. Đây này, ấy cho người bố. Tay của bố đây. Mặc dù bố không có thích con nhưng mà à không, bố cũng không có thích Huyền chứ. Đây, chân của bố đây. Ok, chưa bố. Bố muốn gì? Muốn gì? Học bạ tiểu học của Huyên ạ. 5, 4, 5, 6 ạ. Kính gửi phụ huynh cháu Nhật Huyên. Cháu Huyên còn nhỏ nhưng rất hay mơ mộng. Trong giờ học ít tập trung nghe giảng. Theo điểm số cuối kỳ thì cô thấy cháu chỉ có khiếu với môn mỹ thuật. Có lẽ gia đình đăng ký cho cháu học thêm hội họa, sau này có cơ hội làm họa sĩ nổi tiếng. Ok. Bố muốn cái gì ấy? Bố muốn cái gì bố ơi? Muốn cái gì thì nói ra, chứ cứ như này thì ai biết muốn cái gì. Thôi ông kể thôi ông ạ, hay là bố muốn hút điếu cày? Điếu cày sao? Ừ. Nhưng nghe nói bệnh của nó nên không hòa nhập được với môi trường học được. Người mẹ trẻ đi làm công nhân, có hôm tăng ca đến nửa đêm mới về. Tôi thường thấy đưa miếng giấy hả? Đưa giấy nào? Tôi còn có tờ giấy nào? À đây, tôi có tờ giấy đây. Để nghe câu chuyện người mẹ trẻ phát ra nhé. Mang ít bánh quỳ xuống dưới tầng dưới cho đứa nhỏ. Nó thường dùng phấn vẽ khắp hành lang, hình tay chân, đầu cổ linh tinh. Ơ, đang nói về Huyên đúng không? Đây, đang nói về bé Huyên đúng không hay sao? Ui, chóng mặt quá. Tại cha muốn coi kết quả của Huyên hả? Nhưng mà qua cái học quả của Huyền để làm gì? Chờ mãi, không thấy anh trai quay về. Tay trái mới nói với các em là có thể tay phải bị lạc đường rồi. Cậu muốn đi tìm anh nên cũng từ giã mọi người rồi ra đi. Ê, cái câu chuyện này có phải là đang nói đến chuyện phân xác không? Phân thây đúng không? Ok. Có phải là phanh thây đúng không? Câu chuyện phanh thây các bạn ạ. Đây. Nào, coi kết quả học tập của em đi. Em muốn trở thành họa sĩ, bố phải tạo điều kiện chứ. Sau này em muốn trở thành designer nổi tiếng thế giới. Bố đi đâu đây? Bố ơi đi đâu bố ơi? Cha ơi đi đâu? Ôi cha này. Vào nhà vệ sinh à? Việc nhà không lo. Không có vẽ vời à? Vẽ vời vô bổ. Ok. Bố không cho vẽ vời, bố bắt lo việc nhà. Em trở nên buồn bã. Chỉ biết nói, không biết nói với ai. Anh trai cũng không quan tâm. Ôi sao tôi tối om này? Wow. Chờ tôi, cái máy tính của tôi bị làm sao rồi, tôi đi ra đi. Ê, tôi... Sao tôi tới om rồi?
Có phải game cho tôi đen trắng không? Tối om rồi. Tôi cứ tưởng là do tôi chứ. À, lấy hộp màu, lấy hộp màu, lấy hộp màu, lấy hộp màu. Rồi, bố lấy mất hộp màu. Thì là cái tâm hồn của Huyên là bây giờ chỉ còn hai màu đen trắng. Ok, ok. Ok. Ôi giời ơi. Cuối cùng thì cũng xong rồi. Cánh cửa chỗ nào nhỉ? Ủa? Cánh cửa chỗ nào ấy giờ? Loạn bố rồi. À đây, cánh cửa đây. Ok, ok, ok. Ôi trời ơi. Để ý lúc này con rối bố vẫn còn tóc khác khi ông chết à? Là sao? Rồi, hộp màu của bố Huyên. Bảy sắc cầu vồng. Kết thúc chơi trời. Chóng mặt lắm này, nhức đầu lắm này. Cứu được em gái không? Lúc chết ông bay hết tóc à? Anh lại lâu vậy, anh chơi cho nó xong đi em ạ. Tai ương giá đau. Ui. Không uổng công ta chờ. Ui. Rồi. Cái người bạn ma quỷ mà bé Huyên hay mơ tới là thoát được ra rồi đúng không? Không bị phong ấn nữa rồi đúng không? Tôi đã làm cái gì thế này? Đây chính là người bạn của bé Huyên này. Giọng bà Phương thấy bói hả? Chuẩn bị run rồi. Nó tự run rồi, anh có làm gì đâu, nó tự run. Tự chọi. Ui, để đi xe máy của bố này. Anh chở em đi trên chiếc xe cúp cánh em. Em nói rằng hôm nay ngày đẹp trời. Cái gì đây? Không có an toàn, tôi lo, tôi nói chứ gì đâu mà mình uống rượu à? Nhậu à? Mẹ bố mày đã điên nhá. Cầm cái mực xóa lại, lại nhảy suốt ngày à? Ông bố là người gốc Bắc. Còn bà mẹ là trong miền Nam. Mình cặp tính quá. Mẹ mày mày ly phải không? Mẹ mày cái con lắm mồm này. Mình ơi. Ông bố ra trưởng thế. Rồi, hai vợ chồng bị tai nạn giao thông. Mẹ mày mày ly phải không? Mẹ mày cái con lắm mồm. Quên mình phải mình di chuyển được à? Như nào? Mẹ mày mày ly phải không? Mẹ mày. Rồi, dạ em lì. Mình ơi. Đang được một chiếc. Không kịp luôn á. Tập trung lái xe đi anh thì cứ tưởng nó tự chơi. Anh biết đâu bật cái pha lên. Bật cái pha xa lên xem nào. Đang ui. Anh lái à? Mình ơi. Đang được một chiều mà. Ok. 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 Đánh võng. Có cái gì đâu mà kêu gào ác thế nhỉ? Đúng là phụ nữ. Có gì đâu, đang lái xe rất bình tĩnh mà. Kìa. Ủa, cái gì đấy? À rồi, bị ma điều khiển rồi, bây giờ tôi hết điều khiển rồi. Bỏ tay tao ra. Ok.
Lái đi anh nghe chửi tới chết. Là có trời là. Tức là bà ấy bị con ma ở phía sau á, nên là bà ấy sợ. Xong là con ma nó mò lên phía trước, nó ôm tay của ông bố. Bà nhìn thấy con ma sợ. Ủa, quay trở lại chỗ phòng bảo vệ rồi này. Đây, bên dưới này là cái chỗ chấn điểm này. Chấn điểm của cái tòa chung cư này trước khi mà nó được xây dựng. Bát quái đây. Giờ tôi phải làm gì? Vào lúc 14:30 trưa ngày 25 tháng 1 năm 2009, khu vực đường Y xảy ra tai nạn giao thông xe máy và chạm với xe tải khiến hai người thiệt mạng. Tài xế xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường. Câu chuyện động thổ không thành của tòa chung cư phòng Xích Lan giữa Sài Thành Phồn Hoa vào ngày 13 tháng 6 năm 1952. Sự việc đau lòng xôn xao dư luận mấy ngày qua tại khu chung cư phòng Xích Lan về vụ án của LDNH 15 tuổi vào tháng 7 năm 2008. Huyên đúng không? Đây, Huyên 15 tuổi là bị chết vào tháng 7 năm 2008. Ngày 4 tháng 4 năm 1960, khánh thành chung cư Phong Xích Lan, tòa chung cư chính thức đi vào hoạt động với hơn 1.000 căn hộ. Ngày 4 tháng 4 cũng chính là ngày sinh nhật của bé Huyên đấy. Bé Huyên hình như là cũng sinh ngày 4 tháng 4. Đấy, tôi đọc hình như sinh nhật rồi. Cái bánh sinh nhật của Huyên là 4 tháng 4. Lật lại vụ chung cư Phong Xích Lan sau 6 năm xây dựng không thành. Tại đây đã có nhiều lời đồn đoán của cư dân gần đó về nghi lễ chấn yểm vào ngày 29 tháng 8 năm 1958 để làm gì? Để làm gì? Đây gia đình tôi đây. Con gà đây. Mọi thứ thành công chưa? Không có làm gì được à? Tôi này cứ tưởng đi vào trong này không phải à? Đi ra ngoài à? Có đi ra được đâu? Bây giờ phải làm gì? Ngủ tiếp à? Ngủ để tỉnh à? Dựa trên một câu chuyện có thật à? Ủa thế bây giờ phải làm gì? Đi vào không được mà đi ra không xong. Năm 1963 đây là chỗ của cái phòng ông bảo vệ, ông có báo chí cái kiểu này. Có đi ra được đâu, đóng cửa từ đầu nữa. Bây giờ chỉ còn trong kia thôi. Trong cái chỗ bát quái này làm gì với cả mấy cái tờ giấy này á? Chưa hiểu lắm. À, thắp nến ạ. Là sao? Thắp nến theo thứ tự các bạn ạ. Sự việc đầu tiên xảy ra là gì? 6 năm xây dựng. Lật lại vụ án. Chia sẻ thật lòng từ một phóng viên sống tại chung cư X, người tận mắt chứng kiến lễ giải hạ trục vong của một gia đình 4 người vào ngày 5 tháng 9 năm 1998. Giải hạ trục vong của một gia đình 4 người. 2009 này. 1952 này. 2008 này. 1960 này. Thế là đầu tiên là 1952 đúng không? 1952, xong là 1958, xong là đến 1960, xong là ủa, có hai cái 1952 à? Là sao? Chưa hiểu chỗ này sắp xếp kiểu gì? Thấp từ cũ tới mới hả? 1952 nhá, đúng không? Một chín năm hai xong là đến 1958
Xong rồi đến 1960, 2008 này, 1998 này, 1998 này, xong là đến 2008, xong là đến 2009. Đúng không? À đúng rồi, ok ok. Gì đấy? Một cái căn phòng bí mật. Một cái căn phòng bí mật trấn yểm của 4 người đây. Đúng không? Trấn yểm chung cư đây, đúng không? Đúng rồi, ông là ai? Kia là 2008 ạ, à? nhầm, nhìn nhầm sang 2008. Cái bình trên tủ là gì á? Chịu luôn. Ngũ hành khiếm khuyết. Giống nuôi cua ma thong. Tai ương, ok. Lúc này, ta nhìn tình thế cấp bách, biết điều trì hoãn sẽ dẫn đến tai họa cho toàn bộ sinh mệnh nơi đây. Ta đã đánh liều, cùng với con trai của mình đi vào địa cục tai ương để hóa giải buồn chú chân điện trên các cụ thi thể và sinh linh cho hoàn phí của chính nữ. Thời điểm bầu chung, thằng con khốn nạn đã phản bội đạo. Ông này ông vừa bảo nhá, bốn cái đinh này để trấn yểm tai ương, mà bây giờ mình rút ra là coi như là tai ương được giải thoát còn gì nữa. Câu trước đá câu sau à? Mà ông nói rằng là ông đã từng phá hủy được một cái đinh, ông đã phá hủy đi một cái đinh rồi, mà sao tại ở đây vẫn còn đủ bốn cái đinh? Tôi chưa có hiểu lắm. Hình như là lừa đảo đúng không? Có phải lừa đảo không? Còn cái thằng con ông ấy nữa, cái thằng con ông ấy không biết là bị làm sao. Mình cũng không làm gì được. Mình bắt buộc mình phải rút rồi sao ấy, mình không làm gì được.
cốt truyện là ép mình phải rút đinh rồi, không có cách khác. Ông ấy là người chấn điểm cái tòa chung cư này. Sau đấy thì bốn cái ma nữ kia nhập lại tạo thành tai ương, tạo thành ma nữ sáu tay đấy. Ma nữ sáu tay này lại đi theo em gái mình, em gái Huyền của mình. Tại vì em gái Huyền của mình cũng mệnh kim thuần. Đấy. Chưa có hiểu lắm. Vẫn cần thêm thông tin để mình có thể hiểu sâu hơn. Mình bắt buộc mình phải rút mấy cái đinh này ra rồi. Không có làm gì được các bạn ạ. Tai ương chấn lại rồi nhá. Thôi rút luôn đi, đằng nào cũng thế à. Game ép mình rút rồi, không làm gì khác được. Để xem mấy cái chap sau như nào, mấy cái phần sau như nào. Đây, để rút cái bên này, cái đinh này nó đâm vào chân trái. Rút ra mở cánh cửa bên phải trước. Tai ương chấn ngược lại ông rồi á. Ok. Con rán vãi trưởng ạ. Siêu to khổng lồ à. Tai ương mà ông nói đến chính là con rán. Bùa hộ mệnh được đưa bởi thầy cúng. Bên trong có chứa cái gì đấy? Đấy luôn. Đây là cái đầu con rán hả? Ai ố sư mà. Ủa đi ra ngoài được rồi, đi ra ngoài được rồi các bạn ạ. Anh rán ơi. Anh rán, anh còn một cái đinh nữa đâu mọi người, anh để em rút nốt ra nhá. Cứu vật là vật trả ơn nhá. Em rút em cứu anh cứu em khỏi tay ương nhá, anh nhá. Anh rán. Trong cái thế giới này anh có sức mạnh ngang em à, ngang tay ương rồi. Anh rán ơi. Nghe em nói không? Có thể sống mấy chục năm này chỉ to xác chứ cái phần não không phát triển à. Có biết nói tiếng người không? Anh rán. Ơ. Đây. Đang mặc áo của pháp sư đúng không các bạn? Đây có cánh tay này. Con rán này mặc áo của pháp sư đúng không? Tức là cái ông pháp sư ông bị biến thành con rán này. Hình như là ông pháp sư ông bị biến thành con rán đúng không? Có cánh tay của ông pháp sư này. Anh rán có bất lực vì tai ương à? Cái con rán này chính là ông pháp sư hay sao á? Thôi đi rồi các bạn ạ. Anh rán này, ông pháp sư ông bị biến thành con rán này. Úi dồi ôi. Ngập lụt luôn ạ. Có rất nhiều cánh tay chấn yểm mọi thứ dưới tòa chung cư. Ok. Cảnh đẹp nha. Con rán nó bò đúng không? Đừng có cái gì nó này lao thẳng vào tôi nhá. Có gì nhẹ nhàng thôi. Đến cái nước này rồi nhẹ nhàng với nhau thôi. Đừng có hù dọa nữa. Rán làm pháp sư hả? Ủa hết rồi các bạn ạ. Câu chuyện vẫn chưa biết mà. Chưa biết cái ông... cái ông lợi danh kia, đồ đệ của ông pháp sư ấy, làm cái gì hay là bị quả báo như thế nào, chưa biết mà. Hết rồi à? Chờ phần tiếp theo à? Còn làm mà chưa ra hả? Vẫn đang làm tiếp hả? À? Thế mai mốt game nó ra phần tiếp theo thì mình có phải mua lại nữa không? Hay là mình cứ thế mình update lên mình chơi tiếp thôi?
Mà sao lại yểm con gián nhỉ? Con gián là yểm ông pháp sư, nhưng mà ông pháp sư hình như là bị biến thành con gián. Vẫn có cánh tay của ông pháp sư mà. Vẫn mặc cái bộ quần áo pháp sư mà. Thầy cúng chứ. Anh chơi Free Fire đấy, anh không chơi Free Fire đâu, anh không biết chơi game Free Fire. Chắc tại game thích gián. Có nhiều loại con mà sao lại chọn con gián? Đấy, tôi thấy tôi cũng giỏi, ngồi 3 tiếng chơi game này. Nghe ông kia ông chửi. Ông chửi nhức đầu luôn đấy. Ông chửi lên, ông chửi xuống, ông chửi từ đông sang tây, ông chửi từ trái sang phải. Ok. Tester kìa. Có một dàn tester luôn. Anh chơi The Bathroom đi, bản mới của Chula. Ok. Nó có nhạc nhưng mà tôi tắt đi rồi. Ngồi xem nốt danh sách những người như này rồi nghỉ thôi các bạn ạ. Phải gọi là câu chuyện hay ý nghĩa hả? Tóm lại là cái ông pháp sư ấy, ông ấy chấn yểm xong là xây dựng cái tòa chung cư, thì là ông ấy cũng có một cái phòng tại cái tòa chung cư này đúng không, cũng ở tầng 13 luôn. Thì là tại cái tầng 13 này thì có gia đình của tôi, có mẹ tôi hay sang bên đấy cầu con cái. Thế là cũng chim chuột của ông pháp sư là đẻ ra tôi, thế chính là tôi là con trai của ông pháp sư đúng không? Tôi có phải là con trai của ông pháp sư không? Ông pháp sư có hai người con à? Ai lồng tiếng chửi mượt thế à? Ông bố ông ấy phát hiện ra không phải con ruột của mình nên là ông ấy tức bực, ông ấy chửi bới đó ấy. Bạn đã hoàn thành 60% của trò chơi rồi. Ok. Còn tiếp mọi người ạ. Còn hai phần cuối chắc là nói về cái ông pháp sư lợi danh với cả ông pháp sư kia, cái câu chuyện mà bị tai ương chấn niệm như nào ấy. Chắc là nói về hai phần đấy. Còn đây mới là cái phần mở đầu ấy. Mở đầu cho sự trở lại của tai ương thông qua em gái Huyền của mình, cũng là mệnh kim. Ok, game đến đây hết rồi mọi người ạ. Chờ đợi 3 phần 3 phần 4 thôi. Thế nhá, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Quá mệt mỏi rồi, hơn 3 tiếng rồi. Nếu các bạn muốn hiểu rõ hơn thì lên YouTube xem phân tích. Tôi cũng không hiểu lắm đâu. Đợi phần mấy phần sau ra xem rồi chơi tiếp vậy. Thế nhá, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.